Rồi chào anh em nhá. Vâng, chào tất cả mọi người nhá. Buổi sáng ngày nay hai anh em lại tiếp tục đồng hành với tất cả anh chị em những dòng xe mới về ạ. À, chiếc A-Blade đời 2010 anh em này. 10. À, chiếc xe 82. 82 em nhá. À. 82 ơi 70 ạ. Alpha máy zin xe đẹp có tầm khoảng hơn 15 triệu. Vâng. Chiếc xe Elite. Ê, con này vừa rồi mua mấy triệu đúng không? Cọc của Dung cọc. Này cọc bán được rồi. Chiếc xe Elite 125 màu vàng be. Đấy 2014 hay 2015 ạ. Chiếc này Việt Nam. Đờ Tim. Chiếc xe Elite 110. Học đỏ em nhá, bản vành gỗ chân chống điện. Trên trục đấy thôi. Ờ. Màu đỏ, đỏ sân. Ê ông ơi, chiếc xe Simson mới. Simson chưa mua, em tí nữa đang em đang đến bán này, lần này lần thứ hai. Quay A 110 màu xanh cốm ạ. Đây chiếc Winner X màu đen sần, chiếc Vision màu xanh biển 19 biển Phú Thọ. Nhiều những cái dòng xe anh chiếc em. Chiếc xe 67 là của một bác đang đến bán nhưng mà chưa giá cả chưa ngã ngũ, nó đang máy của nó biển 5 số đấy. Em xe 5 số nhưng mà chưa xong. Anh em tí cho lên sóng cho rồi. Thế rồi. Đây giải quyết con này đi. Rất đẹp anh em nhá. Ông quay một vòng ngon 15.500.000, có một chiếc xe gọi là Alpha rất đẹp. Máy zin. Máy zin anh em nhé, xe dán ni lông cả xe. Xe này miền Nam rất thích nha anh em nhé. Tại sao anh em bảo sao nó lại đắt hơn cả xe mới? Ngang xe mới mà. Mới lại không đi nó đi cái dòng này. Đấy. Dán ni lông anh em nhé. Đấy. Vẫn còn zin này, lốp máy vẫn còn zin, sơn zin, tem zin này. Vẫn còn dán ni lông cả xe đây. Nhờ, không nó mang anh em chia sẻ ba cho cái cho nó. Về với chủ nhân nó cái em nhá, em nó đến từ 19 Phú Thọ. 19S. Đây, máy zin, đầu bò rất đẹp. 34, máy zin nha anh em nhá, vẫn đang nổ đấy. Máy vẫn nổ nhá. À, nhìn xe một con xe vuông lắm, này đẹp. Đây cái này của nó zin hết đây, xe dán ni lông này nhá. Đồ sáng xe có dọn dẹp này nhá. Xe có dọn dẹp nhưng đồ rất sáng. Được cái đầu bò rất đẹp nhá, để xe chỗ này rất khó quay đầu bò. Đây. Cô quay con đầu bò đi cho anh em cảm nhận không cứ quay bên này đi, bật flash lên. Này nó mới có ấy. Nhìn mới thấy đầu bò nó mới đẳng cấp. Trắng phao nhá. Mốc gì? Gần vào, gần vào ông dúi hẳn à. Ý vẽ sát. Ý sát. Ông dúi. Sát rồi mà. Dưới bên nọ xong ông sang bên kia đưa sang bên kia thì ok. Máy nguyên nhá, ba kính này. 15 triệu rưỡi. Đây không lẻ tư. Đẹp, nói chung là xe bỏ tiền nó xứng đáng. Con xe 9 10 triệu thì bình thường hơn. Con xe này nó là đi 10 năm không ạ? 10 năm hỏng em nhá. Thế là con này. Đây, quay nào. Quay vào Yên. Quay nốt này cháu anh Yên này, Yên nào này. Nắp bình xăng nó vẫn rất là đều được xe này. Này rất là đẹp nha. Con xe Hải Dương chào các. Ni lông vẫn còn đang bán cả xe. Quang. 136 anh em đang xem. Con này anh thì vừa mua đúng không? Thôi tí nữa cho này xong. Làm quốc con này đi. Thôi. Tiếp theo một chiếc Black. À, đây là giới thiệu em, đây là Hùng. Giới thiệu em, đây là Hùng bê mâm. Đây là Đức, chào tất cả anh em nhá. Đức bê mâm nghỉ. Đức bê mâm nghỉ, Hùng bê mâm nay thay hộ Hùng nhá. Hùng bê mâm gọi. Hoàng Kiên làm Hoàng Kiên chính thức năm nay được 18 năm. Anh Hùng gắn bó Hoàng Kiên 18 năm. Một nhân sự kỳ cựu nhá, 1973. Là đinh xỉu hay quý xỉu? Xỉu gì xỉu. Quý xỉu. Châu bò nhá. 1973. 18 năm tao. Nhân sự Hoàng Kiên thật sự là 18 năm anh em. Theo Hoàng Kiên 18 năm không đơn giản đâu anh em ạ. Nếu thật sự theo Hoàng Kiên đã xây được nhà đẹp đẽ là hoàng, vợ con các anh chị ở thoải mái, gia đình vợ con đàng hoàng. Con cái đâu đấy. Đấy anh em biết là những các doanh nghiệp có những nhân sự 18 năm gắn bó kỳ cựu. 18 năm tuổi đảng bắt đầu về làm đơn vị. Chuẩn bị phong cho chức một loại tên là Hùng già. Rồi 2010 nha mọi người nhá. 2010. Hùng bê mâm là nay trực tiếp bê cho anh em đấy. Rồi. Rồi, ông cho cháu một vòng cái xe rất là đẹp nha anh em nhá. Pha kính đẹp này. Đồ đẹp mặt, đẹp mạ inox này. Đấy, cuối năm 2010 rồi, đẹp mạ inox này. Đồ rất là ok, máy ngon lắm, máy zin anh em nhá. Một chiếc A-Blade. A-Blade 2010, ông quay cháu cái này. Lốp máy ok anh em này. Máy zin biển 30N9. 1010 anh em nhá. Biển rất là đều đẹp ạ. Sơn duy nhất cái tay sách. Đây, cái sần này thì anh em cũng bắn. Dòng xe này nhiều anh em thích nhá. Màu. Máy ngon, máy zin đấy anh em ạ.
biển một một nghìn không trăm mười nhá, là đinh là Lý Công Uẩn rời đô biển của năm là vâng anh Phạm Ngọc thiên niên kỷ trước 1000 năm này, 1000 năm Thăng Long Hà Nội đấy, cách đây 1000 năm biển rất đẹp đấy, Lý Công Uẩn rời đô đấy, 19 triệu anh em nhá, đây không phải 10. Máy zin sơn zin nha anh em nhé, đây máy zin sơn. Con này mình mua cũng không được rẻ lắm, mua hơn 17 triệu rồi không được rẻ lắm nhé. Đấy như cái xe nó chất mới đầu, em sướng. Đồ đẹp, pha tính cũng đẹp luôn. Chất duy nhất đấy. Cái tay sách đây này, đồ sơn nhũ đều đẹp. Rồi. Đưa ra đây. Ở hùng hùng mềm mềm mấy SH ra đây, sau đây là toàn xe đời cổ này anh em thì nó hơi nhạt. Anh chụp xong rồi đấy chưa? Rồi thôi thôi là làm nốt 82 đi. Một chiếc nốt 82 nhanh nhanh nha. Nó thoáng. Ông quay cho cháu một vòng 82, hơi 7. Ông quay cho cháu một vòng đi. Xe mới về nha anh em. Mới về. Đấy, thế thôi chở khác. Ông quay gần cho cháu một vòng đi. Ông đổi máy cho anh em cùng xem nhé. Ra máy vẫn còn zin này. Đôi ra máy vẫn còn zin theo xe ạ. Sơn vẫn còn zin này. Đồ trên này. 82.94. Hơi 70 ạ. 22.500 anh em nhá. 22.5. Rồi. Biển 29 V2 1 anh em đam mê con xe này. Máy ngon nhỉ. Mình cũng trên like rồi, hôm nay mua là 20 triệu nha anh em nhé. Cậu em 2 triệu rưỡi. Mua 20 triệu có làm video mua trực tiếp ấy. Đây, máy của nó nguyên đấy. Máy đẹp. Đây, máy đẹp lắm. Vâng anh Vũ Đình Phượng ạ. Nên là có thời gian nên mua một chiếc xe. Mua 20 triệu nhá, cậu em 2 triệu rưỡi. Toàn bộ đây của nó sơn chi hơn zin hết ấy. Tất nhiên là nó thì cũng chấp nhận nó ghẻ đi. Nhưng mà loại này nó quý. Nó theo thời gian. Nó hơi chảy xước tí nó đúng nguyên bản. Đấy, máy vẫn ổn đấy. 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 Yếm thay rồi này. Đấy. Xe này không nhầm mình nha, xe của một ông anh của xe này của ông anh hình như không nhầm là ông anh của ông giảng viên là Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhá. Xe một ông anh nổi tiếng ấy nhỉ. Đúng rồi, đúng rồi, con này hôm nay mình làm video. Đúng rồi, mình nhớ cái yếm này. Xe của ông rất nổi tiếng, gần 1 triệu người xem ấy. Em quay vòng ấy. Ông bảo ông quý lắm, ông mua toàn này, mua của chính chủ cơ, chứ không mua ra chợ đâu, sợ lắm, sợ lừa. 22.500.000 nha anh em nhá. Một con này ông mua 20 triệu của anh ấy. Máy ngon, đồ đàn đều đó. Là 22.500.000. 82.94 anh em nhá, chính chủ. Giàu lắm. Không lấy. Lẩu nhầu không hết. Anh để cho thiệp mấy anh xấu để xấu không lấy. Đang ra đây. Anh Thiệp ơi, anh xong giải quyết đây. Anh Thiệp ơi, giải quyết con này đi. Xe của anh em đúng không? Không, xe của chủ về mất rồi. Anh em không đợi được. Ơ Thiệp báo giá đi. 2018 anh em nhá. QA 2018. Màu xanh cũ. Chủ bán nhưng mà lại đang vội về nên anh không đợi kết thúc live đến lúc live được. Hàng là chạy cũng vuông vắn ngon lành hết rồi. 2018. 223 anh em ơi. Xin nhá, vừa mới nhập vào là 11.8500. 115. 11.5 triệu. Nhá. Quay vòng. Rồi. Ôi nó kém quá không lấy. Nó kém quá mua làm gì. Rồi 110 nha anh em nhá. 110. Màu xanh cốm ạ, xe mới về chưa dọn đâu ạ. Biển 29Y3 44299. Đấy anh em mới vào một xem. 1 triệu rưỡi cộng 1 triệu rưỡi nhá, xe chưa dọn. 1.500.000 cộng 1.500.000 ạ. Sơn zin máy zin về để dọn theo qua tí. 2018, dòng này giờ nó giữ giá. Không phải sơn sửa gì đâu anh, sơn anh ạ. Có chỉ cần rửa qua đánh zin. Nguyễn Zin mới gửi ảnh cho mình nhá. Ra máy vẫn còn zin, hơi phay phay một tí bên này là ok. Đấy, máy 11.500.000 cộng 1.500.000 nha anh em nhá. Xanh cốm ạ. Ôi cứ từ từ để anh em giải phóng một số xe đang đến bán đây nhá. Cho mấy em đến bán ra đi anh ơi. Mấy em đến bán ra đi. Ôi chẳng quyết đâu con này, em gọi với Ngọc cũng đến bán nó muộn mất rồi. Một chiếc Winner X anh em nhá. 2020 ạ. Đời 2020 màu đen sần. Đọc biển cho anh nhá. Bây giờ anh đọc biển trước đây. Anh ơi biển 2, biển 19G1 40493. 19G1 40493.
màu đen sần ạ. 2020. Em lùi xuống 1 triệu cho anh. 20 triệu 500 anh em nhá. Bản ABS. Lùi 1 triệu anh. Rồi. Phanh ABS dọn sạch sẽ rồi mọi người nhé, bản quá chìa 251 anh em vẫn đang xem ở một bên bên này bên nhiêu? Bên này 100 hơn 100 Dương anh Bắc em. Dương Bắc 2010 có không anh? Xe gì? Hùng Mạnh. Xe. Đình Dũng. Ôi anh Ngọc, đây là một chiếc xe Sim Sơn. Anh Ngọc nổ máy không bác? Anh về rồi. Ôi, chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình lên giao lưu chú Kiên con Sim Sơn. Không phải combo, dán tem combo nhá. Không phải combo. Chào bác, cháu về. Không, vẫn bình thường. Không về đâu. Ở đây ăn cơm uống nước, chưa về được. Về khổ lắm. Đúng lúc cần ra đi thì không ai. Kiểu nó đấy, nó hoàn cảnh ngày xưa nó khó khăn như thế nó. Nó có sung sướng như bây giờ đâu. Đấy. Nó hơi chặt cái ổ khóa. Thôi bây giờ nối cầu Uzi cho bình thường. Máy thì chất lắm. Nó ảnh hưởng cái khóa này. Quay bao nhiêu ăn? Tuy nhiên gọi là đầy đủ. Còi thì không có co. Tuy nhiên là đầy đủ. Hai mốt Yên Bái. Yên Bái. Không mua nhau ạ. Một thời ra xa là mang lên Thái Nguyên. Ai ở đây? Em tỉnh tỉnh tỉnh. Cái ổ khóa này này. Không sao. Cái khóa này xe nhanh anh lúc nào ổ khóa nó cũng kiểu, nó cũng kiểu sao ấy. Thôi kệ nó lại làm phát nữa đi nhá. Nó lại là nó phải tít tít này rồi. Rồi kệ nó, thấy nó có điện nó phải hơi gượng gượng. Ngày xưa em còn mổ cho quá. Bây giờ lại nhẹ cái đấy đồ. Mổ quá. Ông ba cái chế này đây, chế vẫn của nó ngày xưa đấy. Ác quyết nhỉ. Anh kiểm tra bếp xanh trước nhá. Em mặc em. Không nghe gì hết. Anh em mất tất à, để kiểm tra nhá. Tắt mic cho mở lại nhá. Mình bảo lại nhá. Được rồi. Được rồi, đâu đang rút rắc đi. Đang rút rắc. Mất được tiền. Rồi, đang rút rắc này. Đây, lấy cái mic ra đây. Nổ quá đây, nhiễu 6 nó mất hết cả. Ấy nhá, em nhá, xe Sim Sơn này là cưng nhau. Ông Sim Sơn này nó phá 6. Đâu rồi, bên đỏ được rồi anh ơi. Bên đỏ đây chưa? Được chưa? Nó phá sóng anh em ạ, phá sóng Sim Sơn, phá sóng. Thấy chưa anh em, thấy chưa? Thấy chưa nào? Thấy chưa? Được rồi đấy. Rồi. Phá cả 2 mic bên đó. Đã đưa lại luôn đến lúc là hỏng rồi.
Nó phá đấy, nó phá sóng được rồi đấy. Bây giờ thì rẻ đấy rồi. Con số ngon đây nhá, được. Con này thì nhẹ lắm. Chợ mỗi kia, chợ mỗi xếp tiền thử xe số, à xe côn. Toàn thử sống này. Thử sống kia chết. Thử ra chết được nhưng mà nó nào được luôn. Số má ra nhẹ nhàng biết ngay. Đấy mới là chợ xe đấy. Ở đây mình em riêng cái giống này thì bọn em thợ sửa xe không? Em thợ. Đấy, chia sẻ anh em nhé, anh em biết trước là khách hàng của em ấy, em chuyên là sửa xe đẳng cấp luôn. Đằng sóc sau chết, đằng sau nó hết mẹ dầu luôn rồi, đằng sóc trước rồi. Đấy, đi sao? Đi thôi, hất. Đây, vào chỗ sóc là bị hất đây nhá. Kêu cọc, đúng không? Đó, sóc đi, rồi, sao? Đưa vòng. Ông để quay vòng cho con xe này đi. Một vòng lại để anh em nghe một lần nữa. Cứ nổ để cho nó mới đôn. Đây rồi, mọi người cảm nhận. Chị nhẹ lắm mà. Cứ tức cái ổ khóa ấy. Thôi không kệ này. Chúc A Sung ở mang về Thái Nguyên đúng rồi. Đau hết cả người. Chim Sơn làm ốm đau hết cả sóng wifi đúng rồi. Con này nó phá sóng anh em ạ, nổ máy vẫn nó phá sóng. Mình phải xa xa tí. Xe này đi trở lợn thì ngon lành luôn Lê Anh Quốc. Rồi, bây giờ là anh qua một giai đoạn hơi một phút tìm hiểu thì anh Ngọc ra bóng như nào? Để cho toàn thể anh em biết. Chú Kiên 17 chị ạ. Không, em biết rồi, hôm trước là anh em đã đến đây một lần rồi. À, thế bây giờ rồi. Thế này. Thực ra hôm trước thì bảo rồi, cũng bảo 17 triệu, chú Kiên thì chú giải anh có lấy 15 triệu. Không em bảo. 14. Không, bảo 15. Anh không bao giờ nói sai chú Kiên. Đã trên live thì không bao giờ nói không, sai. Không, bảo anh 14. Đấy, bảo anh 15. Sao anh ấy đi không để được cho chú anh đi về. Anh có nói thực sự như thế. Rồi. Rồi động rồi động phát nổ. Con này chỉ nhẹ lái thôi mà. Động phát nổ, đạp tay nổ. Nhưng mà cái ổ khóa ấy. Nó ổ khóa. À đấy lại coi được đấy. Có nghĩa là. Đó ở chỗ này. Rồi, hết đấy, hết mình phải tắt này đi này. Ủa nó cũng không được. Phải tắt cái đèn nữa. Đấy. Con này thì anh em chỉ đi. Cảm ơn Nguyễn Thiền nhá, đã bổ quả sẻ. Thôi giờ tinh thần ông anh nhá. Em này một con vẫn còn nhưng em vẫn mua anh con này. Cho thoải mái em thôi nó lâu rồi. Anh em để cho nhau. Anh để cho em 13,5. Anh chịu nhau nhá. Anh không phải để anh được. Để lâu lâu không bán được anh để thế. Không phải là thực ra không phải là để lâu. Mà thích thì anh lại để lên giao lưu với chú thôi mà. Vì mày một thời gian khó đúng không ạ? Anh lên thì anh lại giao lưu với chú. Thì lại đang 400 anh em một vết. Chứ còn chú là chú tự biết là tính anh rồi, anh đã đi rồi là cứ ít khi anh quay lại ở chú. Tất nhiên anh em đang xem trên này đang xem. Anh ít khi anh quay lại ở chú. Một duy nhất là con này lại đồng ý bán cho chú. Đúng không? Thì anh lại đánh lên. Chứ không bao giờ anh đánh. Vâng. Mà chưa con nào đánh lên là chưa bán cho chú. Đúng không? Rồi bán. Chưa con nào anh chưa bán cho chú. Lốp mới nha, lốp mới. Đấy. Được phép lốp mới. Lốp trước là lốp mịn, lốp sau là lốp chân chó này, đúng bài đó đấy. Đấy, một thời để nhớ. Đấy, rồi. À, kiểu mai phải tài lỗ, cho về tài lỗ. 13:30 rồi đấy. Nói chung xe này những anh em quán cà phê và những anh em nào kiểu chơi có chút thì nó lãng tử một chút. Con này nó sạch sẽ rồi, chỉ việc đi thôi chú Kiên. Ra những người khổ nhá, xe cổ ra những người khổ. Người sướng thì lại đi xe mới mà. Đây nó cứ thích cái kiểu chìm đắm trong quá khứ nó sướng. Nói chung là vẫn vui mà. Nói chung là trước em nó từng trốn nhà lấy xe của bố đi, con này trốn nhà để bố ngủ trưa để đi. Thì kỷ niệm ngày xưa sân phơi chúng thóc. Tất cả dòng xe nào chúng ba hết rồi. Vẫn đi qua sân phơi thóc giữa trưa hè oi à. Chở thằng bạn đi uống cốc bia say gần chết. Mẹ thanh niên mười mấy tuổi. Con này của anh vào nếu mà anh để chú là 17 anh vào. Và con này vào 17 hơn tí. Không em không lấy đâu. Ừ. Thôi giờ nha anh Ngọc nhá. Thôi thủ tục anh em mình cũng đã đúng không? Con xe này đến lần thứ nhất, lần thứ hai rồi. Ừ. Thôi thống nhất hôm em giả anh 14 triệu, em gửi anh 14 triệu. Ừ. Nếu anh chốt được thì anh em ở trên này em cũng có anh em đam mê. Thế thì thôi. Em cộng một tí. Con này anh xa quá. Bán em 14 triệu. Cậu ra đâu 14 triệu rồi. Anh Ngọc mới bảo 15 triệu ấy nhưng mà thôi là trên sóng nên nhưng mà cháu thôi nó 14 triệu thôi. Nói chung vần vò anh em đi. Ai vào việc thì mua nhá, ai vào việc thì mua. Mua thật sự ra một chiếc xe nghe có vẻ này nó bán ra mấy gọi mấy đồng nát sắt vụn thì chắc được 150.
cả sắt cả nhôm. Nhưng mà thôi, nói chung là đây nó gấp 100 lần. Đấy. Anh để cho em đi. Anh để được. Anh để được. Chú biết tiếng Anh. Chưa một con nào là anh không bán được chú xe. Một thời nữa. Anh ơi, đứng gọn lại cho nó gọn này. Chưa một cái xe nào là. Nếu duy nhất từ ngày anh lên là duy nhất em không bán được chú được là con này anh đi về là con duy nhất đầu tiên. Đúng không? Đúng rồi, đưa đi mang về đúng không? Đúng một lần duy nhất, nếu vẫn là nó. Trai họ Đào bảo không mua bán đưa lên Thái Nguyên, công ty gang thép Thái Nguyên anh trai. Cảnh khổ. Đúng không? Rồi cái công kiên. Cảnh khổ em ạ, trời mẹ nữa khổ. Vô cùng tận với cuộc đời đúng không? Các bạn không mua thì mua con gì? Đúng không? Anh em chơi nó lên lấy con này. Đấy, con màu xanh đẹp anh kia kìa. Ờ, màu xanh màu này đẹp ơi. Màu xanh đủ. Con này màu sữa. Con này về chỉ việc đi thôi. 400 anh em chia sẻ cho con Comfort S51 thôi. Sẽ sim sơn S51 nha, con này dán tem Comfort thôi. Anh đang trả như 14 triệu. 14 triệu. Thôi 14 rưỡi đi. Anh em mình cho xong. Bắt tay. Trên này. Chốt cho anh 14% nhá. Nhường lại đam mê cho anh em. Và là chú Kiên thì chú ở giữa thì chú đỡ đò. Để mang đến anh em cho những cái xe cảm thấy là ưng ý để anh em chơi. Rồi, để cho anh em chơi. Cũng tất cả những cái chuyện nó bảo là đắt hay rẻ ở cái xe này được. Rồi, thôi quý chú cứ để cho chú. Rồi. Anh có thể nổ máy cho em một chút để cho một thời đã xa. Có chỉ một em cái lâu thôi. Có gì đấy rất là tuổi trẻ nha, những anh em đầu hai thiếu tóc giờ này giờ đã đầu hai thiếu tóc rồi. Anh em phải chơi là anh em phải chơi về thích thì thay hộ cái tiêu này đi, không nói thôi được. Thay cái tiêu này bây giờ phải hai ba con này nhỉ. Thay cái tiêu này. Không thay thôi được. Zin ơi, có nói chứ, Zin tiêu cái này Zin Zin nói chế Zin. Tại anh em đi mở khóa tí. Con khởi động này là con khởi động chế cơ nhá, khởi động thẳng đứng ở đó chế điện nhá. Có chứ. Một vòng đi ông ơi, một vòng. Lên này, máy rên én én. Con này đi tích cực luôn đi. Tiếng rên nó sướng này. Đấy cái tiếng này. Sáng nay đi sáng nay đi anh đổ xăng. Sáng nay anh đổ xăng nhưng mà anh phải đổ ít nhất. Không sao, có đi đường thì phải. Sáng nay đi đổ ít nhất. Không nông mạng lên xe mới hay. Không mua này thì mua con xe này. Rồi giật. Nói chung là pha kính gáo đèn toàn bộ gáo xin nha. Nó còn tin hết đi nha nha. Số má rất là ngon lành. Yeah. Ok, một lần nữa cảm ơn anh. Chào tất cả anh em nhá. Vâng. Anh em có thiện chí cứ lấy con lại xe này của Hoàng Kiên về chơi. Rồi. Mình nói chất tình là đi rất chi là ngon này. Đi ngon đúng không? Thôi, chụp chặt một tí ở khóa thôi. Anh em đi chỉnh cái. Con này máy nó chất hơn con trong nhà mình. Một chút. Như con anh em nhá. Được rồi. Cộng anh em 3 triệu nhá. Một thời để nhớ. Ông này quay vòng một vòng nữa để cho nó zoom. Anh ơi, anh chào ơi, chuẩn bị cho con 67 lên sóng. Một đồng bác lên dán xong rồi. S51 Thanh Long ơi, soi chụp cần số này, chụp cần số này. Ôi, Y3 này. Ôi, 5 lít này. Đấy, ôi Hoàng Dung trước đi, cho anh cho đi tập xe. Anh kia ngày xưa cho em tập con này, em lao mà bắt đúng nào. Làm bắt nào. Tập xe. Anh nhớ nhà ông Lai không? Ừ. Một phát giống nhà ông Lai luôn. Ông Lai này thì đi được sợi mà. May là thời lên điểm đấy là ông Lai okay. Ông mới tắt ao. Không, quả đấy là đi xuống quả cua. Quả đấy là em ăn quả cua. Ăn quả cua nhưng không cua được. Tập xe. Thấy ngon. Một chiếc xe đi thoải mái nhá. Xe vẫn đi trường tuần với thời gian. Đấy. Ôi là tiếp một con xe 67 đây đi. Ông anh một đại ca cho đây đi. Ừ, đương nhiên. Rồi em cho lên đi. Đây đây chú ơi, chú đây. Rồi, ok rồi. Ok, chào bác. Vâng. Chú đại ca đeo hàm đeo hàm cho sếp lên cho trông. Chào. Chào tất cả các khán giả con là mua xe máy của Hoàng Kiên nhá, ủng hộ xe máy Hoàng Kiên. Vâng, bác giới thiệu bác có con xe này xe 67. Xe 5 số màu đỏ. Vâng. Xe này tôi đi từ cái đường Hưng Yên ra đấy. Vâng. Chạy rất là tốc độ đấy. Vâng. Xe này của bác đủ 5 số không bác? Đủ 5 số đấy. Vâng. 67 vào cho xem đi. Đại qua nó khoảng NATO thời xưa Nga đi Nga à, Nga về. Hồi xưa là tôi đi 67. Chuyên môn coi là tôi mặc áo NATO. NATO đồ cả. Mà mặt đỏ, mặt lửa. Vâng. Một chỉ một chiếc ấy. Vâng. Tính là giá trị FK mà lửa là một chỉ một. Mang ra coi là bán ở Hoàng Kiên có 67 màu đỏ ấy. Vâng.
xe đủ 5 số đấy. Đủ. Xe rất ngoan đấy, chạy không có một chục chạy gì đâu nhá. À. Chạy xe chạy bán dẫn hết rồi đấy. Ờ, cháu thấy chú... Đồ tin của nó rồi, còn rất là nhiều đây này. Có cả nòng nhôm này này. Không quay con. Lòng mũi vào nòng nhôm đấy. Lòng nhôm. Rồi, không quay con vào đây. Chế lắp điện chú lên đây, lắp điện 81 này. Chú tên gì nhỉ? Tôi tên là Long ạ. Long chú ở chỗ nào? Tôi ở phố lối Yên Mỹ. Yên Mỹ, phố lối. Chú Long. Tôi hay đi 67 lắm. Đại ca đi xe 67 và cháu vào. Đăng ký màu đỏ không chú? Vâng, đăng ký còn đây là màu đỏ đấy. Màu đỏ đấy ạ. Xếp đi Hưng Yên này chắc phải nối cầu Buzi chắc có mấy lần nữa nhỉ? Không, con này không bao giờ có phải nối cầu Buzi. Con này thoải mái mà chạy đi. Thôi nó nói đuổi đâu. Còn nó khói thì nối cầu Buzi. Xịp sơn thì nối cầu ngay. Đang đi. Nhưng xe này không phải suy nghĩ. Đang đi điện 1500V chọc. Con này không phải nào một cái gì, chỉ có đổ xăng mà chạy thôi. Tất cả ngoan hết rồi là. Vâng, phải nói là nắp... Pha đèn cốt pha đầy đủ hết rồi. Sáng quắc này. Đầy đủ hết đây. Đẹp phanh này. Phanh ngoan hết chứ nhỉ. Đây cái giống thang này, mút mít. Thế nào mai nó bán được con xe đen nữa. Nếu con xe đen phải đắt tiền hơn con này. Con này hôm nay bán nõm này. Nõm này, tôi nói đúng nõm đấu tầm này. Thế này ra. Hôm qua điện là bảo lấy đúng giá là 16 triệu ấy. Em kiểm tra số nhá. Xiệp này thế nào với mình thôi nó. Chả bao giờ mua được của mình thôi này. Hai này. 5 số, 1 chiếc đất sau. Chạy tốc độ không có sợ chết máy đâu nhá. 5 số nổi ạ, 5 số. Tôi năm nay là tôi sinh năm 55. Xếp năm nào mà trẻ đấy. Trẻ năm 55 đây, chứ mình là tôi cho xem. Đi xuống, tôi bán mấy con ở đây rồi nhỉ? Vâng, xếp 55 mà nhìn giống xếp trẻ sinh năm 55. Này nó mới tuột cái này ra rồi. Cái nó tuột ra cả không quan trọng là cái này, xe này không phải về làm gì nhá, tất cả nó làm mới hết rồi. Kể cả tôi lốp lủng luôn, cứ đổ xăng nó đi thôi. Thích thì thay dầu. Chú Long nhỉ? Chú là chú Long nhá. Bây giờ thì hiện này nhá. Tinh thần là lướt qua sơ qua rồi, xe thì nó cũng dọn dẹp rồi. Rồi nó dọn hầu như rồi. Cũng đồ zin không còn nhiều đâu. Đồ zin còn nhiều đây rồi. Zin này. Có một cái zin này đây, zin này. Zin sau này, zin này. Nó không còn zin. Sơn. Đây zin này. Sơn hữu trì. Zin cái sơn này nó bắn tỉa rồi. Còn vẫn là đồ zin của nó nhưng bắn lại. Đồ zin này đẹp rồi. Không lại nha anh em nhé, giống zin thôi. Nói chung là con này là quá đẹp rồi. Không còn của nó đâu. Giống zin thôi, toàn bộ cái đôi tay nắm ngày xưa là bây giờ nó là hàng giả zin, chính thức là từ giả zin. Hàng này hàng vẽ đây, không phải hàng in nhé, hàng vẽ nhé. Hàng xả cổ chứ không phải là xe này cái lấy tay hơi gãy nó nổ mà. Vâng, cái máy ôi chạy thoát máy lắm, mà chạy tốc độ lắm. Cà Mau à, chứ Cà Mau cũng ra ngoài làm gì nhỉ? Biển dẫn Cà Mau, 69 Cà Mau. Cái xe cỏ này đi giờ nó chấp gì gọi xe cổ chấp gì. Thôi chú Long ơi, cháu bảo nhá, thôi tinh thần là... cháu có gửi chú qua là đang anh đang giả chú 13 triệu. Không, không, tôi đã bảo là 14 triệu là bắt đầu là tôi bán là tôi nõm rồi. Nói chung là con này bán 14 là nõm rồi. Không còn còn giải quyết một cái gì nữa. Nếu mà lấy được lấy mà không lấy cũng thôi rồi. Nõm là tôi nõm 600 đấy. Không nói dối đâu. Anh Tùng Duy bảo áo NATO nát, bây giờ thì áo NATO nó quý lắm anh Tùng Duy ơi. Anh G63 anh chơi. Hai anh em chào khán giả cái ok. Tôi nhà tôi có mấy cái rồi hồi xưa tôi mua. Không, ấm lắm, mặc ấm lắm áo ngày xưa. Bếp củi ngày xưa tông Lào thứ rất chơi lắm. Nhưng này đầu bò nối gối. Quần bò nối gối này. Xe này nó sạch sẽ như thế này, từ cái này sạch sẽ như thế này rồi. Có phải đấy đâu mà. Thôi chú Long nhá, tôi tình thương đến thương chú đợi trả tiêu đến tiền đâu. Tôi để cho 13 triệu. Không, để cho 13,5 thôi không à, 14 triệu rồi. Tôi để cho 14 triệu rồi, tôi còn nõn rồi, tôi đã bảo như thế rồi. Tôi nói rồi đó, tôi còn mang ra nhưng mà tôi nõn mấy trăm đấy, tôi cái được về. Đầu tiên nó bán một con là 16,8 đấy. Lên pay ở đây là bán là 19,8 đấy, còn chả biết bán bao nhiêu tôi không biết. Còn một con là tôi bán là 13,8 đấy. Mình đừng có nhắc người ta bán bao nhiêu đâu, mình lại buốt ruột buốt ra. Rồi. Nhà vừa bán đâu người ta. Nó nõm nhiều như vậy cô. Nhà vừa bán 2 tỷ xong, nó lại giao 4 tỷ. Mẹ mình còn nhau. Thế chứ 6,7 thế nên là tôi bán nó 3 triệu đấy. Nõm, chúng ta chơi 6,7 chứ. Chơi rồi đúng không? Thầy cứ bán. Thầy cứ bán xong. Hôm nào tôi mang một con đen, là con đen đẹp. À, con đen. Thầy cũng chưa 6,7. 6,7.
À, trên 67 thì trên này thì lại có rất nhiều anh em chơi chơi. Không đấy, tôi bán giá như thế rồi. Có tranh nhau nhiều, có tranh nhau như thế rồi. Bạn Ngọc Minh, xe chở lợn này chỉ tầm 11 hoặc 12 thôi sếp ơi, không bán thì thôi cho về vườn. Đấy anh Hoàng Ngọc Minh anh bảo mà. Thôi cả ông nói này cả rồi chú Long đấy. Thôi giờ để giải quyết cho nó nhanh nhá. Bắt cái này nữa. 1935. Không mà 138 rồi không còn nói một câu gì đâu. Một bạn tao. Một bạn tao không nói một câu gì nữa, đã bảo như thế rồi. Ok, thôi ok, chốt cho thầy câu. Vâng. À, thầy thì chốt thề giữa tổ trước tổ quốc ghi công xe ngon không? Thầy nói. Xe ngon, xe này nhá. Tổ quốc ghi công như này. Riêng xe này không phải suy nghĩ về số má, máy móc chạy qua không bao giờ có chết chóc gì đâu nhá. Máy có vỡ có gọn không? Không bao giờ có gì, số tỏa tỏa mãi luôn nhá. Số đang đi số 5 về số 4 vỡ vụng. Không bao giờ có gọn được. Nói số vỡ nói làm gì. Xe ngon là xe ngon, máy ngon. Chạy máy... không có một tiếng gì, máy rất êm, chạy tí. Còn gì nghĩ đâu nhá. Ok, xin chào nhá. Rồi, chào anh em. Đăng ký ghi được. Trương Văn Thanh. Chưa xong. Ở Vĩnh Hậu, Vĩnh Lợi. À, cái gì ở Cà Mau này. Kinh nghiệm 1962. Vinh Thế Cường, chào tất cả những 40 anh em đang xem live stream. 50cc. Anh ơi, để dưới đi anh ơi. Anh em ạ. Đăng ký rất là lâu rồi. Ơi, chờ đi anh em ơi. 13.800 cho một chiếc 67 rồi anh em nhá. Rồi ok. Mới kiểm tra số rồi ngon lành nhá, con số ngon lành. Xe này chỉ được đi thôi. Xe dành cho anh em nào có một chút chất chơi, chất nghệ sĩ tí. Số lẩy này là vẫn đèn mo mủng lẩy vô tư luôn, máy nó êm lắm. Được cái máy con này ngon. Xe em nào mà thích cái dòng này mà dáng là dành cho người một chút gọi là dành cho văn nghệ sĩ. Đấy, nó hay đấy. Những con xe 67 trước bán hết rồi nhá. Quay một vòng còn lại một lần nữa. Đang mua vào 13.8. 13.800. Đây đèn chỗ này nó hơi ghẻ ghẻ này về chấm sơn đỏ hay là về tỉa sơn, nói chung là phải làm. Em nó Cà Mau xa lắm rồi nhá. Cà Mau xa lắm ấy. 65. Đấy. Một trong ngụy quyền Sài Gòn đấy, một thời đấy. Cho bố lên like. Từ sáng bây giờ đây bố. Thao Ngọc Khát. Không anh em 3 triệu nhá. Nói chung là anh em thông cảm là những dòng xe cổ này nó cứ phải thế nên nó mới quý rồi đấy. 16.800. Mấy chục năm. 6.800 anh Đỗ Văn Đông ơi. Em nói là 10 tên em nó là 67. Anh em dông hổ báo cáo trồn như con này nó chất chơi của nó đấy, không đơn giản đâu. 16.800 chiếc 67. Đăng ký màu xanh. Ship dơ đăng ký màu xanh nhá. Xanh đỏ rồi thế. Thế những dòng này quan trọng gì đâu. Bắt mình dòng này đâu. Mới thì mình sợ chứ dòng này đơn giản. Em ơi dòng Windows em ơi. Xanh đỏ tím vàng ok. 385 triệu. Một chiếc Winner nha anh em nhá. Con này điện 29V. Muốn bán xe mà ngại ra đó. Anh em gửi ảnh cho mình cho quân đến tận nơi nhá. Nhớ anh em đọc sát giá nhá. Nhiều anh em đọc cao quá không thể vào yên được. Một chiếc Winner ấy anh em giá cả bán phù hợp thôi. Bán cao không người mua đâu. 2021 anh ạ. Anh kiểm tra cho em con này biển 29V5. Tiên biết rồi Nguyễn Vinh. 63776. Hỏi thầy già hiền đấy không thì Hoàng Kiên lại ăn. Anh Trần Hoàng Linh ơi, em chưa bao rút hồ sơ nha anh nhá. Xe bán trực tiếp tại cửa hàng luôn anh ạ. Chưa bán, chưa bao hồ sơ, chưa bao ship đâu ạ. Anh đấy Thảo anh Dương em khác. Đã cọc rồi kìa anh kìa. Đấy anh em đã cọc rồi. Có một đại ca cọc mất rồi nhá. Con 67 đã có một xếp cọc rồi em nhá. Cảm ơn anh nào đấy. Dạ. Anh gì? Dạ anh Đức ở Hoài Đức. Anh cảm ơn anh Đức. Cảm ơn anh Đức ở Chùa Hương cọc con 67 mất rồi nhá. Đấy, cảm ơn. Ok. Chào anh Ngọc nhá, anh Ngọc chào anh em nhé. Chào anh em nhá. Rồi. Con 67 đã anh Đức ở Châu Hương đã cọc rồi. Rồi. Nguyên nói anh em nhá. Hổ báo cáo trồn đi 67 nhanh được vô ngục. Anh kiểm tra cho em luôn con này nhá, 29V5. 63776 đời 2021 ạ. Chạy được có hơn 8.000 cây đâu rồi nhá. Mới tinh nhá, mua là 21.600.000 rồi. Gì này anh em? Xe được cái xe mới em nhá. 21.600.000. Hơn 8.000 cây. Cộng cho anh em 2 triệu. 2 triệu rồi nhanh. 1 2 nhá mọi người nhá. 2 triệu. 2021 ạ.
Đấy, rất là ok, ngon lành cành đào. Em cứ đẩy con này lên. Tiếp theo đi, tiếp theo. Thí sinh tiếp theo. Rồi, tiếp theo thí sinh Vision màu đen sần nha anh em nhá. Thí sinh tiếp theo là một chiếc xe mà là để mà cắn nghiêng răng nhá, rượu nhạt bán cho người nhớ. 29V180452. Năm sản xuất 2021 ạ. Ông cho cháu xin một vòng đi. Màu đen sần nha anh em nhé. Những dòng xe này là bên em dọn hết rồi, sạch sẽ hết rồi, của phanh đỏ này. Đấy, năm nay sản xuất 2021. Hơn 5.000 km mọi người nhá. Đây ông cho cháu một vòng bên này, hơn 5.000 km này. Từ những cái tay mua cầm. Mua nhập 33 triệu nhá, không đơn giản đâu. Rượu nhạt bán được người nhớ thật. Đăng ký tháng 2 năm 2022, mua vào 33 triệu rồi. Hốc trục rất là đẹp nhá. Hiện tại xài tơ sơn duy nhất một cái tay sách. Từ 500 cái này đi. Từ 500 anh. Mua 33 triệu nhá, cộng em 2 triệu. Em phải thông cảm, riêng cái đồ này nó là gần như là vàng kinh khủng lắm. Động vào khách chủ xe ra đòi cao lắm. Bác những còn bị chúng nó chụp thì các cháu tuổi gì anh Tùng Duy? Đường Nguyễn Quang 36 nhìn vào phố mới mắt tay ok. Cái con cộng cộng này của anh cộng của anh Thiệp giới thiệu con cộng cộng Hoàng Dung giờ mấy anh con ơi, cộng cộng bán được vừa báo con này ba mấy triệu? 33 triệu rồi, cộng 2 triệu 35 triệu anh ạ. Đắt lắm anh ạ. Cộng cộng con kia bán rồi đúng không? Đúng rồi, con mấy chiếc cộng cộng này được cái là các anh em đều ủng hộ hết hàng đề được các anh em nhá. Lai Châu, Lai Châu ấy sợ mày một chiếc rồi sau ok hết cài cho tôi em cài cho cài cho tôi đèn đóm xích nhan tất cả hoạt động anh em kiểm tra đấy em đã trực tiếp kiểm tra rồi kể cả đèn đây đèn trước anh em nhé pha cốt này đấy nó hay là những cái chức năng nó đều có hoạt động hết dòng này mà nó sẵn rồi thì mình cứ thế mình đi thôi đấy ôn rồi cùng câu ấy 110 bốc lắm anh em nhớ đáng cứng cáp chắc chắn lốp trước lốp sau dày dặn rồi thụt trước từ sau con ok này, con nâng ở con FX lên hay là con Win con này là máy của Daytech hàng Win Win 100 Win nhá Win chuyển anh con cộng cộc Win được cái là máy đây anh em nhìn này máy Daytech này đấy máy Daytech nó gọi là hai nội địa Trung Quốc rồi thụt trước từ sau ok hết đúng không ạ bao tiền 3,5 triệu anh bán ra hay mua vào chứ sếp giờ dòng này 3,5 triệu à rồi mua 3,5 triệu đồ máy đồ máy để cho anh em nó zoom chân chó ăn chó ngồi các anh em ở xa hoặc vùng 3,5 triệu cộng em 1,5 triệu nhá buôn thấp nghiệp lãi con viên đấy rồi. Rồi máy ngon nhá tất cả xe này máy đều ngon nhá rồi đấy bốn ra số ra vào ngon lành hết hợp lý đúng không anh ạ hình thức nó cổ quái đấy xe chế đấy không nó thì kiểu chung như này tất cả các dòng nó lên bây giờ toàn là chung kiểu chai ầm giả vờ dáng kiểu hang che chai ầm giả vờ đấy bục lắm bục biết nhỉ bộ, chạy thử kiểu qua test rồi chạy thử ngon lành hết rồi bô kiểu chai ầm nói chung anh em không có 5-70 triệu mua chai ầm thôi có mấy triệu mua con này rẻ được 10% cuối chân nữa chốt cho em anh ơi anh em dành cho anh em nào đi hơi nghịch ngợm tí rất ngon anh máy ngon trèo đèo lội suối nhá lốp chân chó này chạy ác hết đèn led này đèn chai ầm đấy không đơn giản đâu không phải giận đề phát ăn một máy êm nhỉ máy chất đấy con này máy được đấy nhỉ giấy tờ đầy đủ nhá toàn bộ xe mình bán ra đều giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng nhá tất cả những con xe nào mà tính pháp lý không rõ ràng mình không mua anh em cái xe thì mình đảm bảo cho toàn bộ tính pháp lý cho anh em thật ra mình mua lâu lắm rồi ít khi phải anh cuối chân ơi xảy ra các cái lỗi mà liên quan đến tính pháp lý vâng anh cọc thì anh liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên bên em báo cọc giúp em nhá tại vì những cái dòng xe ít tiền cộng này bên cả em cả 1 triệu vì tốn xà phòng anh à tôi đi ok 1,5 triệu xong rồi không có 1,5 triệu thôi anh em ạ bây giờ làm con Jim này xuống để cho nó nào Jim đợi em anh mười xong chưa Dream Việt Nam đến chơi được đúng không? Dream Việt Nam một dòng con Dream nhá, Dream đẹp nhỉ, nhìn nó vuông thế. 2002, 2003 anh em ạ, xe đẹp lắm. Ông ơi cho cháu xin một vòng đi. Xe này của nhà xe chị cậu. Sao anh như lần này anh bán suốt nhỉ? Qua anh lấy con Vision này lấy xe đổi. À. Bắt đi Vision để con đi vào lại nhau. Xe của nhà nhá. Xe trước của mình mua là con này là 20
30 triệu đấy, bán cho anh em trong nhà là... Con này hơn chứ anh, con này ba mấy triệu chứ. À, 30 triệu. Ba, mua 31 triệu sao ấy. Đúng rồi, 31 triệu 500 đấy. Mua là mà 31 triệu 500 đấy, nhớ con này mà. Mua lúc đấy, thời điểm đấy thôi. Lúc mua 31 năm à? Vâng. Máy zin sơn zin đời 2002, anh ba mà anh. Vẫn còn tem, vẫn còn zin theo xe anh em nhé, ngày hôm qua yêu con đầu bò. Đúng không? Con này mua ba mấy triệu đấy, là lúc mua luôn, mình chuyển sang luôn. Là cái giá nhập vào của anh em là đã đấy rồi, đang bảo. Lúc nhập vào đã 31 triệu 500 rồi. Chị ở bán 34. Trước 345 này bán vậy à? Đòi lãi nữa. Anh em trong nhà. Máy zin được con xe nó cũng dán xe. Theo em bán tầm 32 triệu thôi. Đừng chơi xe mà chấp nhận thôi. Mua thời điểm đấy là nó cũng là thời điểm 31 triệu 500. Lê Cao ơi, có Hùng bê mâm nhá, nhân viên Hùng bê mâm, Đức bê mâm đây ở nhà về ta về để đi tìm hiểu các em không? Mẹ thì ế vợ chết. Làm đây lâu lắm rồi. Đấy, không phải quay vòng. Thôi cứ đại diện cho họ nhà nhà gái cứ bán 32 triệu. Bán đi thôi. Phải chấp nhận thôi chứ không chơi xe không không. Hỏi chị xem nào chị có ok không? Không phải ok, mình mua 31 mình trước mình bán cho chị 31 rưỡi. Mình mua 31 rưỡi bán cho chị 31 rưỡi giờ thì bán 32 triệu thôi. Chơi phải chấp nhận. Không lỗ là còn may, lỗ cũng đơn giản, cũng phải tháng 2 tháng rồi nhỉ, đúng không? Mình bán làm sao nó hài hòa thôi. Người mua được rồi. Được cái máy zin đi em nhá, máy zin. Bán 32 triệu quay lại vòng cho con, nếu ai mà thích thì mua. Xe người nhà đấy. Ok đây là chờ chú đây. Rồi okay. Chú ơi chú mang ở đây luôn đi. Xếp không không mang thì xe đen đẹp lắm. Xếp về mang con 67 đẹp. Mấy con xe 67 đen đẹp lắm nhá. Vâng. Chú mang hết ở đây bọn cháu. Vâng vâng, hôm nào chú đi. Vâng vâng. Đây đại ca từ Yên Mỹ đấy, 1955. Zin hết, zin hết nha, zin hết đấy, toàn bộ này zin hết đấy. 32 triệu nha anh em nhá. Tức là mình like mình mua con này là 31 rưỡi. Và chị Hoàng Thoa đấy. Mà thích zin. Nhưng mà nói chung là đi mấy 1-2 tháng rồi, bây giờ thì bán thế chứ. Muốn bán cao không bán? Cái là sơn zin, máy zin, tem zin. Ừ. Lốc máy vẫn còn zin theo xe anh em ạ. Ồ máy xe chất. Xe ngon nha, những xe ngon nó để gia đình đi đấy. Anh em nào thích thì bán thôi. Mình đang định đưa đò chả lấy cơ không ở đâu, giúp hộ nhau thôi. Đãi lời gì? Đưa đò thôi, tóm lại cái dòng này giờ anh em đưa đò. Đấy, đưa đò nhá. Xe đời 2001. Đấy. Rồi tiếp theo một chiếc A Black 2010 mọi người nhá. A Black 2010. Đây ông quay con này. Biển 30M90520. Ông ơi cho cháu một vòng đi. Tàu này nhiều anh em vẫn thích nhỉ. Tài này vẫn nhiều người anh em thích mà. Vì là cứ máy chất lượng, ngon lành, giá hợp tình hợp lý là anh em. Dòng này rất là nhanh, dễ bán mọi người. Đấy, em về con nào hầu như là bán hết con đấy. Không, máy ngon nhá. Sơn tỉa 17 triệu anh em nhá. Sơn tỉa tí ra máy đây này. 17 triệu cho một chiếc xe bản máy cao sách. Cấp nhất, bản 6 nan đẹp mạ. Đời chót nhất. Đời chót nhá. À. Máy ngon nhá mọi người nhá, xe máy ngon lành càng đào đấy. Kẹo cây phê. Vâng, anh Phạm Tráng, chạy. SH màu đỏ đằng sau giá bao nhiêu? Tầm hơn 7 triệu. Chào sếp Kiên, chạy show hôm qua chùa Hà chỉ ngóng sếp thôi. Lê Hồng Ok Dương. Rồi anh Hữu Quách nhá. Ok Hữu Quách nhá, vẫn chào nhau ơi ơi nên thế là vui rồi. Tại ra cứ ngày kiếm được 5-7 cuốc, mỗi cuốc... À không được, nếu mà Grab Buy thì nhiều kiếm nhiều được mà, mấy mỗi ngày luôn. Có người vào làm 1,5 triệu. Mấy chục cuốc luôn. Mấy chục cuốc luôn ấy. Đỗ phát khách này, đỗ khách kia lại lên. Rồi tiếp theo một chiếc xe lít nhá mọi người nhá. Xe lít đời 2018 á. Xe gia đình đi, còn loại xe gì thì bán cho khách vậy. À không, cơ bản là bộ phận anh em, bộ phận nhân viên bán hàng. Nhiều lúc là đam mê nhá, mua thì thường thường những anh em. Nhà mình có một số cái quy tắc là những anh em người nhà của nhân viên hoặc anh em trong nhà là hầu như không lấy lãi. Đấy quy định. Đấy. Có một số cái quy tắc. Đấy. Là mình không lấy lãi. Anh em ạ, kinh doanh đôi khi nhiều lúc hộ nhau cái gì cũng có lãi thì chơi với ai anh em ạ. Nhiều lúc là phải hơi dại tí nhá. Nói chung là vấn đề đâu tôi phải biết nhiều không bằng biết điều, nói chung phải biết điều tí. Một vòng nữa.
2018 màu xanh tím mọi người nhá. Xe sạch sẽ ngon lành rồi. Anh Na xem cho em con này biển 29P171289 ạ. Lít nha, dòng này giữ giá lắm. 71289 đời 2018, xe máy zin. Chị à. Máy zin nha anh em nhá, sơn zin, tay sách, một tay sách. 265 anh em nhá. Này thay mới rồi. Cái Oppo này thay mới. Đây ông ơi cho cháu một vòng bên này, khóa smart đây. 265 rồi, cộng cho anh em 2 triệu. 28 triệu 500 đời 2018 màu xanh tím ạ. Giá mua 26 triệu 500 bản 2018 nha, dòng này xe chất lượng ấy. Tiền áo đều. Giữ giá vô cùng. Giữ giá thế. 28 triệu 500 mọi người nhá. 2018 ạ, màu xanh tím. Xe đẹp, ngon lành, màu xanh rất đẹp. Lốp lát vẫn xin theo xe đấy, xe đẹp đấy. Cốp rất là rộng nha anh em nhá. Em đeo em quặc hẳn lên. Ông ấy thì để cho cốp rất là rộng. Sao đó, nhưng mà họ anh em mà buộc cẩn thận mà. Rồi. Chặt chưa? Một chiếc lít 110 ạ, bản bánh gồ chân chống điện. Lên hát anh ơi. Anh ơi cho em biết SH trong nhà trong. Lên hát. Ông ơi cho gần đi. Vẫn lai được. À lai không lai lại. Bành gồ chân chống điện nha anh em nhá. Anh Trần Phúc ơi xem like hôm qua nhá. SH hôm qua mấy hôm kia là thiệp like rất nhiều rồi. Y quản lý ơi, mình cộng có 2 triệu thôi mà bớt triệu nữa thì mỗi triệu bạc này. Anh em đi vất vả không bán được. Anh kiểm tra cho em con này biển 21B106817. Bành gồ chân chống điện ạ, đời 2011. 10 triệu đồng anh em nhá. Đấy. Nó là màu đỏ đúng không anh? Đỏ bắn đỏ sần. Mua 8 triệu 3 cộng em 1,7 triệu. Sạch sẽ rồi mọi người nhá, ngon lành gạch đào hết rồi, máy ngon. 2011 bản vành gồ chân chống điện đấy ạ, rất là mới luôn. Tóm lại là giá nó hợp tình hợp lý có 10 triệu đồng. Chiếc Vision nha anh em nhá. Đính công Vision 2012. Ui à, quả bóng điện nữa. Đỗ Đăng Lục hôm trước rồi. Em cọc với em Thái, biển 74114. Cảm ơn Đỗ Đăng Lục nhá, anh Đỗ Đăng Lục nhá. Anh kiểm tra đây, cho em con cọc này. Thêm cho anh nhé. Ok Đỗ Đăng Lục ơi, cọc thêm thì lấy luôn đi. Kiểm tra em con lấy này. Lấy sớm một cái nha anh em, bến bãi. 29K1 anh ơi, 42962. Xe anh đã em được. Cọc cố gắng đến lấy sớm một cái nha, bến bãi giờ chết dở giờ, bến bãi giờ 10.000 một ngày trong xe ngày đêm ấy. Vì nói chỗ bến bãi nó chi phí nó đắt. 29K1 42962. Bản tháng 10 2014 nhá. 2014 anh em ạ. Đây 2014. 2014 anh ạ. Biển K Long Biên mọi người nhá, xe đã được dọn rồi. Qua rồi. 15 triệu lắm. Nhá. Máy ngon. Mua về dòng này ít mua quá, bây giờ dòng này giữ giá. Chủ xe đòi cao lắm, đích mua được. Chứ cái dòng Vision này đời này khó mua. Nó như kiểu vai ớt với i10 cái thứ nhỉ, khó chơi. Anh em nó cần được triệu một anh ạ. Anh em đi buôn đi buôn ô tô i10 với Morning với Vios mẹ cần từng triệu một kinh. 295 với 293 với 294. 290 thì không nói chuyện. Căng lắm, riêng cái dòng Vision này đấy. 142, 143, 14 triệu nó tranh nhau được tí đến tí một. Khổ. Anh Thái Đỗ Nhất đang hỏi là địa chỉ ở đâu vậy bạn? Địa chỉ em tại Năm Mai, phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội nha anh nhá. Địa chỉ chợ xe máy lớn nhất Hà Nội đấy ạ. 2014 15 triệu. Thật mà mua 13 mấy con này cũng là đẳng cấp lắm mới mua được. Máy ngon đấy nhỉ. Máy bản 2014 không đơn giản đâu. Mọi xe phải yêu cầu phải chất lượng. Vâng anh Liên Nguyễn cơ chất khí. Lượng ngon phải giá cả hợp lý. Cả một bài toán không phải ai cũng giải được, rất khó. Và cũng là thuộc về đãi cát tìm vàng đấy, không phải nhìn ra vơ toán cát vàng nó ít. Phải đãi cát. Tại sao dòng xe này mình không mua được ít? Bởi vì thật sự đầu tiên là lãi suất mỏng. Thứ hai nó rất đắt. Đắt lắm. Nó được cái máy nó ngon, đấy, nó khổ. Đời này máy đi hay này, máy đi nó đầm xe. Bỏ yên vẫn zin nhá, ông quay lại con một vòng nữa. 15 triệu, bản 2014. 2014 mọi người nhá, màu trắng. Cái đây 3 năm mình vẫn bán ra 17, 18 triệu nhá, bây giờ vẫn thế. Anh em mỗi năm lỗ 1 triệu, dòng này nó là vua giữ giá, kinh khủng. Cho em một vòng đã, đợi ông quay một vòng đã. Nó là i10 Morning, nó giữ giá thế. 15 triệu nhá mọi người nhá, 2014 ạ, màu trắng. Rồi, anh ơi đi anh. À. Ờ like mấy con zin đấy, ra cho tắt mấy con zin.
Đây con SH 2019 nhé, một chiếc xe huyền thoại để mà bao nhiêu cả người dân Việt Nam rất là thích cái dáng này. Xe mình vừa mới mua về. Mình mua hai con. Đây, quay 2019 vào con. Nó là một con bạc này. 2019 nó là mặt đứng bạc anh em nhé. Tất cả màu đen nó cũng là mặt bạc. Đấy, lên con này lên sport rồi. Lên vành lên càng nha anh em nhá. Lên vành lên càng lên tay sách ạ. Xe cũng mới về chưa dọn đâu. Tại anh em về có thể lại bắn lại cái tay sách này. Tay sách đang xước. Biển 29H208511. Xe nhập 65 triệu anh em nhá. Cậu em 3 triệu. Nhưng anh em nào mà dùng bản 2019 thì nó rất là đẹp. Nó vẫn có một cái gì đấy, nó đẳng cấp cao nhất của cái dòng SH125 lại màu trắng. Hơn anh Phạm Tráng. 65 cộng 3 triệu nha anh em nhá. 8 triệu nha anh em nhá, 2019 nhá. Vừa chìa khóa này, vừa mua về nhá, xe này chưa có bao dọn đâu. Dọn con này bây giờ phải dọn dẹp qua mất khoảng tầm 500 nữa. Được anh, cái xe nó chất máy móc rồi, còn lắm. Anh Hiển Đỗ đang hỏi là con S51 bao nhiêu tiền vậy anh Kiên? Mua là 24 triệu cộng 3 đúng không? 14 triệu 500 nhé. 14 triệu 500 cộng 3, 45 cộng 3. Bản LED 2 tầng anh em nhé, đợi 2019 ạ, 68 lốp triệu rồi. Mọi người nhé. Máy nó thì thầm luôn, xe chất chứ, mình chỉ có chọn xe chất thôi. Vớ vẩn SH không mua, không mua, xe vớ vẩn không mua. Riêng SH anh em mua cẩn thận nhé, tuần thứ 28-2019. Đấy, lốp dày nhé, lốp dày này. Đi xe đi hơn vạn, xe đi vạn 9. Đây một vòng đây, bên này ông ơi. Bên này. Lốp sau tuần thứ 31-2020. Con này lốp sau thay nhỉ? Sau thay rồi. Xe đây. Chính chủ nhé em nhé. 68 triệu. Xe anh em phải về dọn qua, tay sách phải. Tay sách phải bắn tiền. Em mong vừa mua xong nhé. Đây một chiếc xe đây em. Dream Việt Nam nhé mọi người nhá, lại Dream Việt Nam. Đây để cho bạn 29N1 anh em ơi. 94750 N1 94750 chiếc Dream Việt Nam. Xe nó đang dán ni lông vào xe này. Này vẫn chưa làm cái kia nhỉ? Đi rồi mà tại sao vẫn còn ư nhỉ? Phải sao con này không? Sao cũng đang cái ư này nhỉ? Ư là không được. Mới đầu vào nó khô. 29N1 anh em nhá. Ra Lâm. 94750. Mua là 24.500 anh em nhá. Cộng cho em 3 triệu. Máy ngon này. Ra máy vẫn zin này ông ơi. Cho cháu một vòng bên trong. Thay mỗi cái này. Đầu máy bao nhiêu? Đầu rồi. Máy 112 rồi. Hay là 10. Cuối hay là 10. 245 cộng 3 triệu. Ấn cái này vào sao bọn này nó cứ nhấc lên nó là nhỉ? Mình ấn vào để nó quay tròn nên mình cứ ấn hất lên. Cái này lên có tiếng ư này nhỉ? Đây, đây. Đây, anh chàng gắn này. Cho mỡ đít để. Ê, tiếng ư này rất đơn giản nhé, cho một hạt đỗ tương vào cái đít cốc đề phát là hết này. Đây. Có lúc coi, cũng không. Không. Tâm lý khách đến mà có loại ư thì mẹ chưa nhìn thấy xe đã thấy ư rồi ghét. Mẹ cứ phải đến miễn bàn. Rồi tiếp theo một chiếc 2002 nhanh em nhé, 2002-2003 biển Thanh Thái. 29S90977 ạ. 25 triệu em chưa? 25 triệu đồng. 22 triệu còn em 3 triệu. Thế rồi. Chào em. Đổi nó với gì? Rồi ok. Rồi. Em đã bán ngay chưa? Em đổi. Ngoài cho cháu một vòng đi. Được. Thì em chờ một chút, anh đang like được tí. Đây em cứ đỗ xe đi. Thế em có con xe Dream Thái nào tầm 20 22 triệu cho cộng 3 triệu nhá, bản S gì? Xem con này có được không anh? Cố lên một xíu tại vì Dream Thái. Em đợi đấy, xem. Anh gọi người ra tiếp anh ấy. Thế Tuấn ấy. Đúng đời đúng biển anh em nhá, khi xe đúng đời đúng biển ạ. Không. Rồi
rồi, anh cứ tiếp thế thôi là được rồi. Đây để em like xong em nói chuyện với bạn đấy. Em trao đổi với bạn đi. Ok, đây em bán con này bao nhiêu? Bây giờ em đổi vé vé 3 đúng không? Của em đời nào đấy em? Anh vừa giải 11. Thế xem rồi gì? Hỏi rồi gì? Em chưa xem đấy, nhưng mà đây. Anh chưa báo 11 là đúng em ạ. À nhưng mà ý em nói là anh cho xe đổi được con nào ấy? À đổi gì nhiều. Đây xe anh cứ lên trên nhà anh. Thế thì em đang có đổi được vé 3, đổi xe này đổi được IE rồi nhá. IE. Full điện tử rồi. Tiết kiệm nhiên liệu. IE thì đời 20 mấy anh? 11, 12 đấy. Cho em 12 đi. Tối đa đi. 12 tối đa. Okay. Anh chào các bạn. Bạn em tên gì ấy? Em Tuyến. Em chào các anh trên này của em thì anh Tuyến. Chào cả nhà. Em tên Tuyến. Ở đâu ấy? Em từ Mê Linh xuống đây gặp anh Kiên để đổi con xe sang xe đấy. Chính chủ Z. Vâng, chính chủ. Ok, anh cảm ơn em đã tín nhiệm anh nhé. Ok. Thì anh nghĩ là Tuyến là con này nó chỉ khoảng tầm 11 thôi. Vâng, ok. Ơ bao khoảng tầm ơ bao. À, anh Tuấn cho em xem nhé. Thế em cứ theo anh Tuấn nhé, em để xe đây cho. Rồi, ok. Anh con này được. Đây đây rồi. Anh Tuấn đang tính con này 11 nhé, có gì đổi cho em anh em con xem kia. Con này được rồi, ok, con này đi. Tuyến đây tí, anh ra không tí sang sang bên này nhá. Đó, anh chào em tí, con này anh đang hỏi là khung sườn còn ok không? Khung sườn ok nhá anh nhá. Trước 20 mấy triệu. Đây vẫn còn này ông ạ. Okay. Đinh tán còn zin nhá, gầm mẹ không vấn đề gì anh em nhá, lắp nhựa ấy rồi. Vâng, anh hiện không có vấn đề gì, đằng này chắc đằng sau này cho hơi rôm rôm kiểu run run tí thôi. Sườn còn nguyên nhá. Đây chỗ này dán rồi, có nghĩa là khả năng nó sẽ rôm rôm cái gì đấy, chủ xe có thể che khuyết điểm tí thôi. Bên này còn ngon vẫn zin. Sườn zin gầm mẹ định chưa dán bố rồi. Nó dán nó lắp ấy rồi, lắp nhựa rồi, thôi. Nói chung là dòng Jim Thái mà đã lắp sườn nhựa bôi mỡ trong này anh em đi thoải mái, 10 năm không mọt sợ mọt đâu. Đây là của nó Jim nhé, nhưng chỗ này có tỉa một tí sơn. Không phải tỉa đâu, tỉa chỗ này thôi, còn chỗ này nó vẫn Jim. Này chỉ rồi. Là quét qua thôi, còn bên này vẫn Jim, là sơn Jim mà. Sơn Jim bên này nó xe này của nhà siêu tầm nhé, bản thân mình mua của nhà siêu tầm đấy, không đơn giản đâu. Anh Nguyên đang thắng máy còn không anh ơi, con này máy chạm rồi ạ. Chạm máy chạm rồi. Chạm 20 mấy triệu chạm đẹp. Máy chạm có nghĩa là máy có thể là làm xước măng, làm cam hoặc là làm hơi nhá nhá nhá. Được cái đời cao phải nét. Nét gì đúng. Sướng đầu máy 51 đúng không? À, vâng, đúng đời, đời à, không, cao không biết em chỉ nhìn thấy vào đời 2003 đây thôi. Còn đầu máy 51 thì đời chốt, đời 2003, chốt. Chốt chết. Thế anh em giống dòng chơi gym là nó là đầu máy 51 là đời bản đắt nhất. Họ thuyền anh em có thể về con này về anh em hot thì cũng kiếm được vài triệu đấy, không đơn giản đâu. Mình cũng mua một anh em một nhà siêu tầm ấy. Ừ, lo nha. Ừ, cho lên sóng đi. Quả đào lóc ngược rồi, đúng không? Chào anh em nhá. Đúng rồi, quả đào lóc ngược. Anh Nguyên, Vân Anh Nguyễn, đúng rồi, quả đào lóc ngược, chính xác. Em giới thiệu tên và em đến... Tên là Đạt 633 Phúc Diễn. Phúc Diễn. Tên, họ và tên. Em What's tên là Lưu Tiến Đạt, 633 Phúc Diễn nha. Lưu Tiến Đạt, đó là what's your name đấy. Tiếng Anh. Lưu Tiến Đạt. Nay đến bán một con gym đò nát. Giá nó cũng mềm mà anh. Giá mềm. Được cái giá mềm, máy chất. Dư Dương ơi, vừa rồi là anh Thiệp cũng like rất nhiều gym từ các video trước, đúng không? Rất nhiều gym, anh em có thể xem những video trước, hôm qua hôm kia. Đạt bán cái này bao nhiêu? Em bảo để anh Tiệp là 11 triệu. Chốt vừa rồi là 10 triệu 500 cho anh Tiệp. Đấy, chốt anh Tiệp được 10 triệu 500. Jeep Việt Nam đời 98. Đây đâu? Ông quay vòng coi. Anh em Phúc Diễn này không có xe đẹp nhỉ? Toàn những con xe nó loát loát ngoát. Ốc đồ bò dỉ nguyên. Được cái sườn còn anh kia. Sườn còn, vô còn. Không, riêng cái giống này thì sườn nó thì mẹ nó là nó cải thiện được cái gym sườn lại. Nhìn cái gốc này biết nó nhìn. Nó thấy nó ra rồi. Được cái máy thì thầm phết nhỉ. Máy em mà anh. Máy con này kiểu côn chứ không hú.
máy thì thầm phết đấy. Ôi mua được rẻ, bán anh Kiên rẻ, kiếm vài trăm nghìn vậy. Xe rồi rồi nhá, tại anh em vừa vừa tiền. Nói chung không sưu tầm hay sưu gì đâu. Xe này anh em xe đi kiếm tiền, kiếm cơm nuôi các cháu thôi. Xe vỏ yên vẫn gìn, kinh. Lóc thì mất rồi, lóc vào bắn rồi anh ạ. Lóc mình sang bắn rồi. Chồng gốc bạc chán lắm, chồng. Chán lắm, mềm nhẹ. Tài tiếp có gãy đâu đâu anh. Cảnh nghèo khó nó bao giờ thế, nó chỉ thế thôi. Và cái ông giàu bao giờ ông ăn được cái hưởng, và ăn những cái mẹ cổ ngon rất lạ. Qua con gym chia sẻ anh em, qua con gym hơn 300 mấy anh em, có các đại gia vẫn giả đến 250, 270, có đại gia giả đến 300 chưa bán. Con gym này qua xe của một lãnh đạo cấp cao bảo bây giờ là có người mấy em nào đến giả 300 thì chưa bán. Hoàng Kiên cũng chưa đến lượt. Ý anh ấy chắc là đi ý một xếp trưởng có phải bán tầm 320 con gym qua mình đăng đấy nhá. Anh em nào mà thật sự biết 320 triệu một xe gym. Xe mình chưa mua được, muốn là để cho hữu duyên có một người nào đấy. Được cái máy chất, côn tiếp không mình. Ngon chết nhỉ. Máy căng phết nhỉ, mượt nhỉ, chạy mượt nhỉ. Vâng, chạy mượt, con này chạy mượt. Dìm dìm nó bền, máy bền thế. Con này được cái còn bô nguyên bô vòi. Chấp. Gà phát cái khoái. Ôi là thật, nếu loạt loạt để với anh tròn. Tròn em không được anh ạ. Em thế được có 500.000, được 500 của anh rồi. Đằng nào thế đâu, mẹ là xe nó gần như là mẹ nó là gần như đồ bỏ đi. 10 triệu rưỡi được có 500.000 của anh thôi. Nó là được ô, bao nhiêu đâu anh. Ô mai xấu cuối lọ rồi, mấy cái đây em để mẹ cho anh giá với nhanh. Tròn thì anh Tiệp anh đã bảo tròn rồi thôi, được 10 triệu 500 thì được 500.000 của anh tiền. Để mẹ anh tròn. Ôi. Ô mai cuối lọ. Được, mai tầm ô mai cuối lọ, nó chán lắm. Có 500.000 của anh thôi anh. Thật sự là được mỗi 500.000. Bán 10 triệu rưỡi được 500.000. Thật sự em được 500.000. Hai mồi nhá, nhanh nhá, muộn. Ôi 10 triệu 500 anh nghe. Hai mồi. Ôi chua anh 10 triệu lẻ 3. Ừ, ok, kêu được 300.000. Muôn không ban, muôn vàn lỗ vốn, đấy nó hay thế đấy. Nhiều lúc thật sự được 300.000 mà anh. Rồi, nó hay thế đấy. Ok. Chào các anh em nhá. 4 tỷ 2 cũng phải vẫn là 4 tỷ 1 năm thì mới xong, chứ còn 42 không mua chẳng hạn thế. Kiểu thế buôn bán ăn nhau ở chỗ năm sợi. Đấy. Nghe thấy con này máy ok đấy. 10 triệu 300 cầu anh em 2 triệu nhá, máy ngon. Máy ngon đấy. Anh 12 triệu 300 anh em nhá. Anh Thanh Đào Trình Hoàng Kiên thẩm định xe gem thì chuẩn, thẩm định SH thì không ăn thua. Nói chung anh Đào chơi cho em SH thì em biết hết đấy, mà em lại không buôn SH thì chết, nhà người ta buôn chuyên SH đấy. Bọn em chuyên SH mà anh. Nói chung là những con SH nhập thì những cái đường nước thì cũng chịu, riêng đường nước mà hỏng thì chịu, nhưng SH Việt thì nó là mình chuyên buôn SH mà không biết thì chết. Thế nhiên thôi, nói chung là mỗi người trong cuộc sống mỗi người đấy, nhưng mà mình nói chung là chỉ biết đưa đò thôi anh em ạ. Chúng ta phục vụ anh em số đông là được, nhưng còn nói chung nó không thể hết được đâu. 10 triệu 300 cộng 2 anh em nhỉ. Xe máy cũ này nó khó lắm, xe máy cũ này, ô tô xe máy cũ nó vô cùng khó. Để mà giữ được cái chữ tín nó cả một vấn đề, không đơn giản thế nào anh em nhé. Không phải ai làm được việc đấy đâu. Một chiếc Basic 150 nha anh em nhé. Biển 15 đấy anh ạ. Rồi. Biển 15 đấy, 150 ạ, đời 2020, 2020 rồi, bản đen sần. Là không em sản mua xuất. Về chạy. À, Thanh Đào Trình. Thanh Đào Trình ơi, bên mình vẫn có bảo hành nhá, Thanh Đào Trình ơi, vẫn bảo hành. Vẫn bảo hành, có thể anh em có thể đổi vào xe khác hoặc cái bảo hành. Riêng cái dòng SH thì nó bền lắm, không lo đâu. Mày biển 15 anh ạ, 15B3726111 150 anh em nhá, sơn zin máy zin ạ. Đời chót rồi. Rồi cuối cùng cái cháu nổ cho nó mở ra. Sơn chìa khóa đủ liền cả. Đây, bản 150 nhá. Cái dòng này anh hạ con này đi. 2020 em hạ xuống 1 triệu cho anh. Tiếp à?
Xe mua 53 triệu anh em nhá. 2020 53 triệu lốp còn gì theo xe đấy nhỉ. Mua 53 triệu cộng anh em 2 triệu. Ôi mẹ, nuôi nó lâu lâu không lớn thì thế thôi. Nuôi mãi không lớn. Nuôi không lớn thì ta thịt. Lốp thay 2011 à? Lô lô lốp thay. Đẹp lắm. Không đẹp lắm, 5150 nhìn này. Đẹp. Thay chắc. Lốp thay rồi, tháng 12 2011. Xe 2020. 150 nhá. Mặt mũi đẹp. 153 triệu cộng em 2 triệu. Con này cũng không phải là nuôi, con này mới mua mà. Biển 15. Rồi tiếp theo một chiếc Lít 110 đời 2010 mọi người nhá, màu đỏ ạ. Biển 93B1. Bảo hành thì chuẩn rồi, thanh công trình. Ok, nhưng mà vẫn bảo hành mà. 93. Xe những cái xe nào anh em ơi? Em nhá, con này Bình Phước 93B100331 2010 ạ. Xe con này đồ đàn rất là được. Đều xe đấy mà máy con này ngon mà lại chưa đi nhỉ. Máy rất là ngon, giá cũng hợp tình hợp lý mà. Ok anh Thanh Đào Trình ơi, quên nhá, xem lại video Thanh Đào Trình là cho số điện thoại cho các bạn đi tư vấn nhá. Anh ở bên Bách Xanh ấy. Việt bán ra lại em bao nhiêu? Đội này nó bảo hành ok mà. Xe em hát làm nó sửa như không. Anh Nguyễn Văn Tú ơi, con đấy là 12.300 nhanh nhá, em bán ra 12.300 chưa bao ship, chưa bao dọn đâu ạ. Đấy. Nhắn tin là để báo cho Thiềm xong là anh em mang đi cho sửa luôn. Nó ngon luôn, không sao cả. Quá đơn giản. 2010 biển 93. Thanh Đào Trình nhá, liên hệ sớm một cái nhá. Để báo anh em làm cho. Sơn tay sách này, gương cũng còn. Cốp rất là rộng. Giá con này cũng vừa phải thôi. Giá con này. Em mới đến từ Bình Phước nhá. 2011. Mua có 7.1 thôi. Hay là mua 7.1 xe nó chất đấy. 7.1 cộng 1.7. Bảy triệu mốt cộng 1.7 nha anh em nhá. Xe chất nhá. Pexic giá sao? Pexic còn 53 cộng 2. 53 cộng 2 nha anh Phạm Đình Hiện nhá. Cộng 1.7 nhá, một chiếc xe chất lượng nhá, đấy máy vẫn nổ ấy. Nói chung là mình cứ xong xe biển nó cũng không thành vấn đề đâu, bởi vì nó thật ra có 7 triệu mốt cái xe. Biển gì? Giấy tờ biển Việt Nam nhá, Việt Nam cấp. Người Việt Nam đi. Em đến từ Bình Phước. Cái dòng xe đời ít tiền này không quan trọng biển đâu, cũng là phải ngon. Giấy tờ nó nghiêm chỉnh, anh em đi khắp đất nước thoải mái. Giá rẻ mà con đấy giá hợp tình. Ông quay lại con là vòng. 7.1 cộng 1.7. Dành cho các chị em là anh em mạnh hỏa mạnh thổ. Cả thế giới trong cốp nhà bạn đây. 8.800.000. Bảo cốp này này. Xe này cho giới dân văn phòng cái thứ rồi dân công ty. Đôi gương vẫn zin nhá, cho lắp lại gương là nhìn nó đẹp. 8.800.000 một chiếc xe, quá hợp lý đúng không anh em? Quá hợp tình hợp lý chiếc xe này. Nhìn vào chốt này. Mình thích cái chất quá mình mua. Chở hàng chở hiếc rồi là đi lại nhẹ nhàng. Ok, 8.800.000. Lương vẫn còn xe theo xe của nó đấy. Xe chất lượng anh em đi vài năm hỏng đâu. Có mấy triệu bạc. Cái chiếc xe gọi là rượu nhà hạt bán cho người nhớ này. Vision nhanh em. Lại biển 19D1 19D123097 ạ. Sản xuất 2020 anh em nha, chạy được 6.800 cây. Biển 19 Phú Thọ. 20 đăng ký 2021. Đăng ký 2021. Hạ xuống 1 triệu cho anh con này. Triệu. Mua 25 triệu anh em nhá. Mua 25 triệu cộng cho anh em con này 1.7 triệu. Nhanh. 26.700.000 nhá. 25 cộng 1.7 triệu. 26.700.000, 6.800 cây. Đăng ký sản, đăng dòng ký xe, một trong xe gọi là rượu nhạt bán cho người nhớ đấy. Xe này giữ giá. Ông nào kể là mua mới hay mua cũ, cái dòng này nó thật ra lỗ nó ít lắm. Lỗ chỉ có 5-7 triệu đã xong rồi. Lỗ chục triệu thì mới thì phải thế nào với lỗ 10 triệu. Dòng giữ giá nhá. Xăng 1 lít 8, đồ rất là đẹp, đều 2021 cơ mà. Em ở tận Nghệ An anh Kiên à, ôi Đinh Giao trời ơi xa quá. Thợ Hà Nội làm giỏi lắm, thợ Hà Nội sửa xe giỏi lắm.
Tuấn Nguyễn, ok. Nghệ An thì xa quá. Nói chung là các bác sĩ ở Hà Nội chữa giỏi lắm. Thợ sửa chữa xe máy rất giỏi. Bác sĩ chữa người rất giỏi. Nhưng mà anh em ở gần đây thì tốt quá. Anh em có thể không thích thì có thể đổ con khác nhé. Nhưng mà xa quá đổ con khác. Hoặc anh em đến một cái cơ sở nào sửa chữa xe máy rất là uy tín, chuyên là sẽ làm được. Anh em không chuyên không làm đâu. Thế là ở đây nó có chuyên khoa răng hàm mặt, rồi chuyên khoa gan thận, ông dạ dày, ông não, ông xương khớp. Nó có chuyên khoa anh em ạ. Rồi, tiếp theo ở Nghệ An thì xa quá rồi. Vâng, một chiếc SH nha anh em Kiên. 2021-125 ạ. Xe hôm biết. Nay Hoàng Kiên có nhiều chấm đen quá. Gạch ốp lát Hoàng Phong. Thôi vào đây. Một 125 ạ. 125. Xe biết đời 2021. Rồi đẩy đi. Biển chốt này. Chơi chốt con này đi cho nhanh. Rồi chốt cho anh con này. Cho nhanh. Thế là anh em thống nhất là bán con này bao tiền đây? Đâu, em đổi hòa về con. Thế tính con này là 12 triệu mà. Em đổi hòa về con Vespa đấy. Thì tính con này 11 rưỡi hay 12 triệu? 12. Chính chủ thêm em đúng không? Chính chủ luôn. Mua được mới. Rồi cho anh mượn chìa khóa. Anh em, mấy anh em mê Linh quý mến lắm ấy. Anh em mê Linh là giàu có, đất đai rộng lớn, giàu có rồi cũng phải tiêu bớt. Thỉnh thoảng mang Hoàng Kiên mấy đồng như vậy. Suốt ngày cất hết và kép anh em, đất đai không bán. Cất mẹ vài mét đi mặt đường đi bán. Anh em về để làm cái gì? Đúng không? Mình cứ giữ, cứ bảo thôi để sau này để cho các cháu đem ra bán mẹ đi bớt. Thế là xong rồi thì đổi con kia là tính là con này vó bè lên, vó bè lên là cố đa lỗ xuống nào. Là 11 rưỡi hay 12 triệu? Em đổi hòa. Em đổi hòa đấy. Thôi anh cứ tính con này cho em 11 rưỡi. Yeah, ok, chốt cho em. Tức là em đổi hòa và... Đổi hòa, đối chung hòa, xuân hòa, xuân hòa. Ok, chốt anh em xuân hòa. Rồi hòa rồi, đằng nào đấy. Em chào anh em như này đi. Đây Nguyễn Văn Tuyên này, 1986 này, Hồng Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội. Đấy nhá. Biển 12345 nhá. Biển ác lắm. Em bấm biển ác đấy. Biển này định danh theo có tiền đấy. Bây giờ cái sang tên của em thì xe kia thì sang tên kiểu gì? Ôi cứ rằng viết giấy đi sang sửa tuổi sau. Khách hàng này. Em chào anh em như này đi. Chào anh em. Tuổi tác gì có quan trọng gì đâu. Em vào vào bên giấy đây để anh giới thiệu. Ô để quay vào vòng cho em. Ông em chủ xe. Đây rồi. Anh em xe. Ok bên anh hỗ trợ 400 rồi ạ, nhưng em sửa. Tôi để đẹp 100. Tính là 11 rưỡi em nhá, 11 rưỡi cầu em. Đáng nhất tính ra là coi như là 12 triệu là con lớn. 12 triệu thôi thì tính 117. Rồi tính 117. Tính con này 117 nhá, cầu em 1 triệu. Thế rồi, mẹ thôi thì đành này, 12, khó khăn 700. Lắm em, như cuộc đời nữa. Xe chính chủ ấy. Rồi thôi, bán đi. Em thấy cũng hợp lý mà, 117 cộng 1 triệu. Thế rồi chưa có bao dọn đâu, đây tặng cho anh em mấy cái gọi là tràng hạt của hàng là gỗ xưa, gỗ xưa. Thế chủ em. À không, này chắc là bên đấy đấy. Bên đạo. Rất nhiều anh em tín ngưỡng nhá, các cả ngồi đếm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư. Nam Mô. Đếm vòng. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Ca Thích Ni. 108. Tín ngưỡng đấy. Đó là một trong những đây Hoàng Thiệp cũng có những cái cũng có tí số hạt là nó cũng là tính toán hết đấy các anh em. Sinh là bệnh tử nó tính hạt đấy. Đếm mong bùng bùng các cùng bùng. Em hỏa là có tí này vào cho nó thuần. Nó phong thủy ơi mẹ trông hỏa cho tí. Đeo vào đây là trông kiểu sa tăng. Đào hết vào tay. Đeo hết tay và thôi tặng mẹ cho anh Kiên cái để thỉnh thoảng anh Kiên anh ngồi anh đếm. Anh Thiền anh ngồi anh đếm anh Viên anh ngồi anh đếm từng viên một. Đấy.
11,7 cộng anh em triệu nhá anh em nhá, xe sơn zin máy zin. Rẻ đấy anh em ạ. Xe chưa dọn nhá mọi người nhá. Xe chưa dọn nhá. Lại một vòng nữa đâu, một vòng đi. Đấy. Thay bánh đúc rồi, sơn zin máy zin. Sơn zin máy zin, đồ sơn rất là đẹp, con này chỉ cần rửa qua thôi mọi người nhá. Tí này sơn Vũ thì Ngọc, không tránh khỏi đâu. Sơn được cái là vẫn còn zin này. Anh Linh Ngọc vô con gà mới Linh ơi, cậu có 1 triệu bạc gà gà qué đâu anh em, thay đổi tí thôi, gà qué gì đâu. Lốp mới thay này. Đấy, lốp mới thay. Anh em mua về chỉ đi thôi. Gà qué đâu, nói chung là anh em thật ra buôn bán thì nó là người thật việc thật thôi. Đấy, bạn ấy bán cũng căng đấy. Bạn ấy giả 11,5 bạn không có bán đâu. Giả bạn ở trên quê rồi. Có người giả bạn trên quê rồi. Anh em con SH kia đó, con SH đang quay. 125 anh em nhé, đời 2021 ạ, biển T Đông 29T201651, ông cho cháu xin một vòng. 125 đời 2021 CBS nha anh em nhé, xe màu đen. Minh Hùng. Dòng này bây giờ rất là ít, không nhiều đâu, nhà em đang khan hiếm những cái hàng này. Trần. Một vòng đi, SH nhá. 29T2 rồi. Thôi, 1-2 con xe đấy, xong rồi cho ca sĩ nghỉ thôi, muộn rồi. Đồ rất là đẹp nha anh em nhé, anh em nhìn đồ này rất là đẹp, hơn 8.000 km. À quên, kia bác trả cho khách. Cười chứ. 2021. Vâng, 125 CBS ạ. 68 triệu nhá. Xe để cho anh em chuẩn bị chơi Tết đấy. Đẹp lắm, con này 125 CBS, con này đẹp. Ông ơi. Thôi nhá, dắt mấy con xe nghỉ thôi. Ông ơi, cho cháu một vòng bên này. 68 triệu anh em nhá, năm sản xuất 2021. Đấy, có 8.000 cây thôi. Rồi, con này ông ơi. 2023, 160. Đúng không? Rồi, 2023, 160, chạy có 1.000 cây đây anh ơi. Con này biển 89 nhiên. Nhà cao 67 đấy, mua là 10... 67 cộng 3 nhỉ? Con đấy là 14 triệu 500. Mua 14 rưỡi có người cọc mất rồi anh ơi. Anh AK ơi, xe có người cọc mất rồi. Rồi. Ôi rẻ có đấy, động cơ. Con xe anh... này bán ra 92 triệu nhá, 160, 2023. 1.000 cây ạ. 1.000 km thôi, không đâu mới hơn cả nhà nhé. Gần 1 triệu người xem ấy, anh em gần 1 triệu người xem ấy, tại sao anh em không nguyên như thế này? Không, anh Tuấn Phạm ơi, không giảm 2 triệu đâu ạ. Bọn em giảm gọi là giá, nó là giá live stream, giá cân bằng nhất rồi. 92 triệu anh em nhé, 160, bản 2023, chạy có 1.000 km thôi. Màu trắng, xe rất là mới, phanh ABS. Rất là 160 mọi người nhé. Đấy, mới tinh tươm luôn. Huân Hoàng xếp tham gia cùng diễn viên hài Xuân Hinh và Quốc Anh được đấy, ok anh nhá, Huân Hoàng. Sợ mình không phải là thuộc về nghệ sĩ. Rồi, tiếp theo một chiếc Leaf 2016 ạ. Các đại ca được học bài bản mình, những một trong những gọi là động cơ phát ra tiếng nổ. Biển 29S152721 2016, màu vàng be. Đấy. 20.200.000 rồi, cộng 200 tiền dọn, 300 tiền dọn đúng không? Dọn sạch sẽ hết rồi. Khoảng 20.500, cộng 2 triệu, 2.5. 22.500.000 đang đẹp nhá. 2016 anh ạ. Đăng ký 2017. Đăng ký 2017 luôn. Xe đẹp nhá, xe đăng ký xe 2017 nhá. Vỏ yên anh em nhìn này, ghế lái này. Xịn của nó, anh em nhìn ghế lái này. Anh em nhìn tay nắm này. Vô lăng, anh em nhìn này. Anh em nghe tiếng nổ này. Đây, anh em nhìn ghế lái có người ngồi đâu. Máy này. Này, ống uống này, em nhìn cái ống này nó sướng này, đây quay con cái ống chỉ tay này. Này. Ống nước thải nó đang nhiều con đen kịt, nhìn nó sướng này mà. 22.500.000 nhá. Rồi. 2016 ạ. Xe này đi nhớ mãi không quên luôn. Đây tặng có cả đôi gương ngủ đầy đủ chưa lắp. Có anh Xuân Bình ơi, bên em có mua zin Việt 2013 nhá, xe đẹp anh cứ liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên bên em nhá. Anh em biết là đọc giá sát giá nhá, đọc đúng giá. Đừng đọc cao không bán được đâu, xe không bán được, đúng ra xe zin cũng không bán được giá đâu nhá. Em đừng kỳ vọng là xe được giá là những con xe rất đắt mới được giá nhé. Có xe bình thường hoặc những xe gì cũng bình thường thôi mà, không có được giá, gọi là được, gọi là phải giá. Người chơi được, người mua cũng được. Thế nhiều lúc anh em bảo ảo, không ảo đâu, nó quan trọng là thị trường nó đông hơn thì nó chạy hơn một tí thôi. Chơi nhau một vài triệu thôi, một vòng đi không? Ai 22 triệu 500. Không bao giờ quên mình luôn. 2016. À, máy vẫn nổ. Giá live stream. Xe dữ thế. Đồ sần chưa vấn đề gì, đồ sần. Vàng ươm. Máy nhìn cái lái thích thế. Căng đét. Căng đét mẹ như em 16 luôn. Bóp không vấn đề gì.
Vâng, anh Xuân Bính, anh cứ gửi ảnh trực tiếp cho các bạn online luôn, số này, điện thoại luôn. 5 năm nữa không hỏng, 5 năm, 6 năm nữa, 7 năm nữa không hỏng. 22 triệu 500. Con lông gà con, clip màu lông gà con. Chất lượng. Rồi. Thiết đang lít này luôn, nó nhảnh nhau, đang mạo thế, đang cầu lít. Vâng, một chiếc xe lít tiếp theo anh em nhá. Biển 29T. Đây là mình toàn chọn lít chất nhá, lít này bây giờ xe nó kém rất nhiều. Rồi. Mình chọn lít chất. Hưng sao ơi, em đến muộn lắm. Em đến muộn nhiều lúc bọn anh... Em rảnh rỗi đi cà phê gì. Không tiếp đâu. Những con xe đắt tiền mà em đến muộn bọn anh... Giấy anh em nhá, P29P1. Mấy em đến muộn, mấy em hay bán đến chung chung thì đến muộn quá, bọn anh tầm mệt rồi. 40564 anh em ạ. Gần như nghỉ live em đến ai tiếp ngủ anh em bức xúc. Không, anh bây giờ anh live, anh phải giữa live hoặc gì anh làm. Anh không live cuối live không tiếp. Thì nó mệt, mày quần mệt mẹ rồi, giờ để xem không chuẩn. Xem nhiều lúc anh em câu nói ra nó không vào nó ảnh hưởng. Hụt thò vẫn còn zin này. Sơn nhựa vẫn còn zin luôn ạ. Thôi ở đây để tí anh quay tí xong cho về thôi, nó đỡ mất công. Lần sau con sau nhá. Con sau muộn đừng đến. Anh em nếu mà thợ thuyền muốn xe muốn bán đến muộn quá đừng đến nhá. Đến anh em nó không tiếp đón niềm nở nhiệt tình thì nó lại mất công. Vì like nó cầu thủ nó nhọc rồi. Nói chung là bóng đá nhọc rồi, chán, chả muốn gì nữa. Một con xe này rất là đẹp nhá. 2014 20.500.000 thì một chiếc xe, một trong những xe siêu phẩm đấy. Anh em nhìn ghế lái này, vừa đẹp nhìn pha này. Trong ghế lái này, anh em mua xe cứ nhìn cái ghế lái này. Ô tô thế thôi nhá, không nhăn này. Ghế lái này, vô lăng này. Chip là 7.300 cây. Hai mươi triệu 500 anh em nhá, xe chưa dọn đẹp đẹp đâu, đang bóc lên lông ấy. Máy này không tiếng động. Pha này 2014 màu trắng này, máy êm hơn xe mới nhá anh em nhá. Nói về dòng xe này, đến lúc em nó đẹp nhất thì chủ xe bán đi này, sần đồ sần đen nháy đấy, có người ai ngồi đâu, tay nóng này, chữ nghĩa của Nguyên đấy. Lít mình phải mua cái tầm cỡ này thì bán anh em nhớ mãi không quên nhé. Riêng dòng xe cũ này mà anh em chọn những xe chất lượng đi thích lắm, nhiều còn thích hơn xe mới. Ô tô mình toàn mua mấy con xe mới đời Camry, mình toàn mua xe cũ nhưng mình không mua xe mới. Đập phát nữa. Ê. Giá 30.5, à 20.500. 20.500. Bản 2014 anh ạ. Một chiếc xe. Anh em đi sướng, đi một phê. Một chiếc Basic tiếp theo anh em nhỉ. Anh em đi trên đê mà đi một đoạn đường vắng nở một nụ cười thật là tươi. Đấy mới là thích anh ạ. Bởi vì mình cảm hạ gác, mình tận hưởng cái cảm giác lái, đấy, cảm giác xe. Một vòng đi. 150/2018 ạ. Biển Tây Hồ nhá mọi người nhá, biển 29142560. Đấy, hạn biển Tây Hồ. Mà 2018 cũng là 150. Còn trước thì biển 15. 150 máy nó êm đét đẹp luôn. Đấy, 150 nhá. Này. Basic. Đấy rồi, bỏ vặn lại này đấy. Cho vặn lại này. Để nổ nó quay vòng tròn đi. Nó kêu cái này. Chân trống. Nó quay nó bị tuột. Ốc nó dài quá. Vặn anh cho vặn lại em ơi. Đấy. Tenson nha mọi người nha, 2018 Basic 150, mặt mũi form form dáng đều đẹp. Anh em cao to. 2018. Giá mới. Mua là 49 triệu anh em nhá, cậu anh em 2 triệu. Đây này anh em, nó quay cái này nó kêu này. Ê, quay này. Nó bị lỏng. Ê, nó lỏng sao ông nào ông ấy. Nó lỏng, bây giờ bảo cho nó đóng nó vặn lại nhé. Để nó kêu này. Đây có hàng kiểu hoa khoang hạng thương ra có thể để chai nước. Xem có gì không, nếu anh em để tiền. Đấy, một chị em nào ngồi gần yêu này. Quy đen. Anh em nào có quy đen bỏ đây không? Quy đen nào để đây? À, không có gì. Hàng hạng thương ra. Có mấy đồ để quên. Có khay khay. Anh em nào quy đen mà bỏ vào đây thì ngon. Quy đen anh em à. Ông bây giờ cho Hưng lên sóng đi. Anh vào chào anh em. Ờ Hưng chào anh em. Chào 5.000 anh em nhá. Đây là đang anh Kiên đâu? Nhắc là cứ phải 5.000, không được 500. 50.000. 50.000. Mỗi lần lên like 50.000, 5.000 ít lắm. 5.000 là 5k xem chán lắm. Anh em có những nhiều video lên 3 triệu người xem một video. Biển em nó đi ép biển đi. Mà
Nó hay rồi đấy. À, nó là biển bao nhiêu em? Biển 4 số ấy. Ừ. Đăng ký đẹp. 264-96-8296. Đầu máy 264. 296. 96. Chìa khóa còn zin theo xe. Đầu máy. Rồi. Đầu máy 264, chìa khóa zin theo xe. Rồi. Ờ, vành bánh tâm lan thì vàng ươm. Vành bánh zin hết 96. Thế thì em đây là nó tên em nó là Hưng Hưng Vống nhá, Hưng Vống. Hưng Vống đưa ra giá bao tiền con này đây? Giá mềm đấy anh em. 45 triệu cho anh em chơi. Bao nhiêu? 45 triệu. 45 triệu. 45 triệu 82 nhá. 238. Giá nó rẻ lắm. 38 vào việc sẽ được em. Anh bảo zin hết. Ô để quay một vòng đi. Ôi đẹp hết, nhìn sáng loáng. Hưng Vống, Hưng Vống. Vống vống anh nói đi. À không, nó là mộc hết. Lườn nóc căng đét. Vặn vặn hơi lõm nhỉ. Hả lỡ chóc sơn theo thời gian anh. Xe đẹp này, mốc nóc này thay xấu thế. Em để mọc hết em có vào cái gì đâu. Lườn nóc nó phẳng căng. Cần phanh nó làm cái bảo vệ gì còn đẹp đến thế này. Sợ thật. Nhưng mà zin hết. Yếm này, yếm đâu, kiếm đâu có yếm tháo xe đẹp thế. 96 nó là yếm trắng nhá, không phải yếm đục đâu. Yếm này yếm lai của yếm 597. Đầu bò đẹp hết nhỉ. Đó này đầu bò ác đấy. Kiếm nước đẹp hết. Nguyễn Hiền lại cho về. Tay lan mọc hết anh ạ. Đỏ chót. Mọc hết. Chân nan vàng ươm này. Rồi. Biển của em đâu? Biển này anh đang đi ép. Tí anh trả giờ. Như cam chạm. Nói chung là zin đét anh. Không. Do xanh lè nhỉ. Gầm lườn lóc phẳng căng. Gầm lét căng luôn. Gầm đẹp, gầm đẹp. Con này đẹp luôn, soi gầm được luôn. Bên này đẹp, bên này lườn lóc đẹp. Lườn lóc phẳng căng. Bên này lườn đẹp. Căng nét. Bên này lườn đẹp. Bên kia cái ốc cốp này, này đẹp. Ốc cốp bên kia hơi gì. Ông ăn xe, mua xe. Xương sắt 96 là xương sắt này. Thay vỏ rồi. Thay vỏ xịn luôn. Làm sóc bút mít phết nhỉ. Úi giời, làm sóc. Chìa khóa zin theo xe. Phá cốp máy căng đét. Phá cốp vẫn mở bình thường. Mượn 3 chức năng đầy đủ hết. 4 chức, 3 chức năng đầy đủ hết. Chìa khóa vẫn zin theo xe anh em nhé. Cái đấy nó kẹt lâu ngày anh ngồi có cầu có cổ ấy. Khóa cổ vẫn khóa bình thường. Cái đấy lâu ngày nó kẹt này không ai dùng đến mũ lón cả. Anh mở hai cái này anh biết là zin theo xe ngay. Chiếp. Anh xếp giả Hưng bao tiền à? 35 giờ xe 45 giờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng, 38 anh em bảo luộc lấu không được. Đi rửa xe anh em bảo cho luộc lại 38 chịu chết. Không sao được. Nói chung là máy là phút thịt luôn. Anh bảo xe mộc mà dọn dẹp gì đâu, xe mộc đi rửa răng ra bán, ép biển mang ra bán thì... Một phút quá. Đấy, muộn rồi, nói chung là lại xúc tiến anh về thời gian. Anh có, nó muộn đang rồi. Tỷ phú thời gian nhưng nó mà... Nó muộn rồi. Muộn là chốt nhanh. Làm con mới. Anh trao lỗ ở làm con mới. Anh cần phanh nó làm bảo vệ đẹp thế, đùa. Dành cho dân thừa tiền anh Dương Vũ. Ừ. Ồ, zin. Cũng chỉ là cái xe máy thôi. Đúng rồi, là xe máy chơi. Em chưa xe anh con 82 nào cũng đẹp. Không có con nào là không đẹp được. Cả. Ông này được cái ông ấy trôi hết tất cả không bị tôn. Không bị tôn con nào cả. Nó con... Ông nào bán cho mình con xe nào tôn tôi chỉ mặt đặt tên mẹ tôi nhớ. Hoặc là tôi bán trôi thì tôi quên. Bởi vì tôi mỗi lần tôi nhìn thấy xe tôi nhớ đến người. Hoặc là trông xe thì lại nhớ đến người. Đúng rồi. Trồng cây nhớ đến người, giờ trông xe nhớ đến người. Trông xe lại nhớ đến người, mẹ ức mẹ nào bán cho mình con xe đều, mẹ cay, mẹ đều điên. Trong xe của em là toàn xe... Thôi, mẹ bán cho mình. Xe bán cho anh là toàn phải xe để anh em chơi, chứ không phải là xe đi làm đi ăn đâu. Anh xe chơi. Anh chạm dừng chân, hát ra giáo sư xe máy. Thôi, 1935 đi, để cho anh 1935. 1935. Ôi 1936 anh em nhé. Thôi anh em ở sân kia luôn bảo em 138 em không đi. Biển đẹp không?
biển đây, biển đẹp. Đây em chụp cho anh, em đang ghi là ép biển nhưng mà ép đại biển nhá. Mạnh Hải uy tín quá. Nó làm hai cái lỗ bắt chiếc bắt biển được hai cái lỗ. Em không ấy. Sao công ty Honda không quay lại sản xuất rem và cúp nhỉ? Nói chung là thị trường nó rộng, cái khung anh em, cái khuôn nó đúc ra nó bao tỷ tỷ. Em đang đi làm ép biển này, biển đẹp nó không có sức mẻ gì cả. Thôi 1936. Rửa đi. 1938 nó trả em đi rửa xe mà không bán. Báo anh giờ báo nhẹ nhàng thôi, ra 45 là 45 nhưng có báo là mấy đâu mà. Xe là lít cả xe. Biệt danh Hưng vống rồi. Anh nhìn cái đồng hồ chạy gần 4. Chính thức đại biểu đã hết thời gian. Thời gian. Đại biểu đã hết thời gian. Đã hết thời gian. Anh em Bình Nhưỡng với Triều Tiên yên rồi, hết rồi, yên rồi, không đào lên vặt xuống, yên hết rồi. Rồi, mấy tháng sau lại mang ra anh Kiên sau vậy. Xe đó là xe đẹp, em không bán. 365. Em này, bảo anh rồi, em... Hôm nay phải 338. Không, 38 em còn đi về, 38 em đã bán ở ngay cho anh em rồi. Tôi biết là lấy ghế vậy, ngồi không ỉ vậy. Anh nhìn cái đũa phanh với cái giật giảm giật kia, phanh nó còn bảy màu. Nốt con xe 82 này chốt nghỉ anh em nhé, nghỉ lại thôi. Còn nó vào tí rồi Hoàng Dung giới thiệu một loạt xe nữa là xong. Đầu bò bốc bọc luôn. Thôi, đã hết thời gian em chốt anh. Thôi chốt anh 37 triệu đi để anh em vào việc. 38 em cũng ban anh 37. Ừ thì 38, em mẹ chốt thôi để anh nghỉ lại. Nhá. Chốt 38, ừ thì 38, chốt em 38 triệu. Thì đây là quý anh lắm để chứ còn quý. Ông ơi, trong đầu mình. Thật sự luôn, anh nhìn luôn đẹp như thế này. Okay. Quý lắm. Rất là cảm ơn em đã để cho anh nha. Ok. Xin cả xe. Xe chất lượng ấy, anh em nhá. Một chiếc xe Hưng phát biểu cảm tưởng sao? Nói thật anh, nó zin tất cả luôn, em không quay vòng. Ừ. Máy nó nghe thì không phải bàn, không phải tâm lan vàng ươm. Đèn này, pha đèn này. Đây đủ hết. Đủ hết anh. Nó là zin mộc. Một chiếc xe mộc. Máy mút đây là xin nhan zin nhá. Zin hết. Bản đồ cũ nó nhan zin từ năm 96 luôn nhá. Lắp đèn hậu nhìn người ta còn giữ được cái này. Vẫn đúng đét nhá, cái này mềm này. Máy vẫn nổ, giảm sóc mút sụt. Sóc chất luôn. Cả cái xe điểm yếu có cái ốc có cốp rồi nhá. Anh em có thể bôi nhũ hoặc thay ốc cốp khác. Cả cái xe xấu ở chỗ này. Bôi lấy bông máy tay, bôi sơn đen vào chỗ này. Bôi lắp cái ốc nắp cốp rồi. Một xe ngon đấy. Đôi tay nắm vẫn zin này. Vẫn zin theo xe. Chìa khóa zin. Mặt trên phát kính áo đèn vẫn zin của nó chưa ngã lần nào nhá. Đây toàn bộ cái nút này chưa ngã anh em nhá, chưa bị xè bao giờ. Mõm đèn vẫn zin, vẫn Nhật Bản hết nó đấy. Ok em Hưng chào anh em, trong vào trong nhà viết giấy cho anh nhá. Chào 5.000 anh em nhá. Ok anh vào nhà viết giấy cho em nhá. Chào độ lại chế độ khen lại bắt đầu. Tên biển năm sau cậu em 3,5 triệu nhá. Nếu anh em nào thật sự là các đại ca nào thích mua, nhưng mình nghĩ là con xe này với một chiếc xe này cũng hiếm có, khó tìm ấy. Đi cứ tầm 10-15 năm sau, không phải so đến máy chứ, 15 năm nữa. Nó là bản thân nó từ năm 96, cũng còn zin hết như này. Đôi gương zin nhá, một chiếc. Còn một cái này zin hết của nó từ ngày năm 96, cũng zin sát rồi đây. Vẫn còn zin của nó đấy, từ cái ốc của nó zin này. Cái này 96 này. Anh em à. Nhìn nó quá sướng. Rồi. Thôi Dung với ông có thể vào quay một chút quảng bá một chút gian các gian hàng. Vâng. Em trong nhà đi để mình xin phép mình kết thúc live đi. Vâng, em sẽ lia một vòng nha anh em nhá, tại vì hiện tại là những cái dòng xe mà đang có mặt tại mình bên xin phép mình nghỉ live nhá, anh em nghỉ live sớm. Vâng. Anh em Dung giới thiệu anh tắt. Tại ông lia cháu một vòng những chiếc SH125 màu đỏ mệnh thổ mệnh hỏa anh dắt cho em. Đấy. SH2016 nha anh em nhá, 150. Đấy những cái form dáng hiện tại đang có mặt tại nhà em thì anh em có thể là em quay chi tiết trước mặt trước, xong rồi em quay chi tiết đằng sau. Đấy anh em nào đang có nhu cầu SH màu xanh 2016 là vẫn còn này nhỉ. Tại sao là vẫn còn này? Anh em hôm vừa rồi em vẫn thấy là rất nhiều anh em đang tìm những chiếc SH2016. Đấy màu xanh tím lên spot hết rồi nhá mọi người nhá. Giá cực kỳ yêu thương, hơn 50 thôi ạ. Đấy những chiếc xe này ông quay cháu một vòng. Biển số xe anh em có thể cân đối cho em những biển số xe này. Đấy thì nhà hiện tại là đang có mặt những cái dòng xe đấy. Rồi tiếp theo bên này SH nha anh em nhá. Đây SH125 150. Đấy bản LED 2 tầng, bản 2021-2022 bên em có đủ nhá mọi người á. 160 em vừa like xong đấy, 92 triệu chạy có hơn 1.000 km thôi ạ. Bản 2023 đấy, rất mới luôn nhá mọi người. Rồi tiếp theo SH trắng này. Những cái dòng xe nào anh em đang có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên bên em nhá. Đây
LED màu xanh, màu trắng, bản LED 2 tầng. Đấy, form dáng mới đấy ạ. Nhiều anh em đang chuộng những cái form dáng cũ. Thay cho cháu cả biển số xe. Anh em nào ưng con nào thì anh em có thể chụp lại cái biển số. Bên em đá cụ thể. Những cái line này là bên em lướt lại những cái dòng xe đang có mặt tại nhà thôi. Đấy, biển V, biển N 99 Bắc hơn 60 nha anh em nhé. Biển 90 cũng biển 90 có 59.500.125 màu trắng đâu ơi. Cháu phòng chiếc SH nhập khẩu. Đấy, con kia có 30 triệu màu trắng, màu hơn 20 thôi. Đấy, bản LED 2 tầng màu 150 màu đen này. Đấy. SH ông cứ quay mặt trước. SH có màu cà phê nha anh em nhé. Anh em nhìn có thấy có rõ. Đây cháu lên sang bên wifi. Đó rim béo hôm vừa rồi là cọc rồi đấy ạ. Anh Lê Thanh Tuấn. Đó rim béo anh ơi. Chốt cọc luôn xếp kia ơi. Con đấy cọc rồi anh ơi. Đây tiếp theo một chiếc 50 màu cà phê. 125 thế nhỉ. Màu trắng, màu trắng anh em nhá, rất là nhiều những chiếc SH nhập khẩu. Đây những chiếc SH này em vừa like xong. Ông lia cháu một vòng bên trong kia. Đấy, có xe cúp 50 22 23 không em. Đấy, anh ơi nếu mà 2023 nó là bản 50 xe D-Tech hoặc là xe liên doanh nha anh em nhá. Đấy anh em nhìn thấy dòng nhà em rất là nhiều sự lựa chọn cho anh em. Những cái bản form nhỏ hơn 40, hơn 50, SH 150 của bản form 2013 bốn giá rất là tình hợp lý. Nhập khẩu của cà phê. Đấy, nhập khẩu cà phê. Cà phê hiện tại em đang có rơi vào tổng khoảng 4-5 con cho anh em lựa chọn. Chiếc SH nhập khẩu này, màu trắng. Anh em có thể là các bạn xông quay cho cháu một vòng biển số xe. Đấy, rất là đẹp nhá. SH1 này, anh em nhìn SH1 thì em có một dàn. Xông quay một dàn cho cháu SH1. Xanh đỏ tím vàng trắng đen thì em đầy đủ luôn nha anh em. Phanh ABS, phanh TBS. Giá dao động của xe SH1 được giá dao động từ tầm khoảng 30 triệu trở lên đến hơn 60 nhá mọi người nhá. Rất là nhiều đấy ạ. Kéo lại khách bỏ cọc mà chị Dung. Thế à? Thế là để anh em phải liên hệ với lại các bạn nhân viên bên mình. Hiện tại là mình chưa nắm bắt được cái thông tin con Dream béo đấy đâu ạ. Rồi ông lại quay tiếp cho cháu con này. Con này anh em đang báo cọc rồi này. Rồi tiếp theo bản quay được. Bên này ông, trên này đã quay đâu? Trên thôi. Chưa, trên này chưa. 2020 nhá anh em nhá. Denson 2020 SH1 đấy ạ. Rồi phanh ABS. Rồi màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Đấy, màu trắng rất là nhiều. Chiếc Simson S51 kia vẫn chưa anh em nào cọc nhỉ. Đấy vừa xong mua của anh em ấy. Chưa thấy ai cọc. SH rất là nhiều đúng không ạ. Rim 2003 sơn zin máy ơ. Rim Thái anh em nhá, 2003, đời chót đời cuối cùng đấy ạ. Đấy, biển 98 này. Anh ơi phải tắt mo nhá, không phải một dàn không tắt mo này được toàn đấy. Dream Thái, Dream Việt anh em thấy không nhiều. Con Dream này 32 triệu lúc nãy em quay này, xe của nhà chị Thoa. Chưa thấy anh em nào cọc nhỉ. Đấy, 32 triệu nha anh em nhá, sơn zin, máy zin, một chiếc 82 xanh sao. Đấy, 82 hơi 70, chiếc đầu vênh này, màu độc này, màu vàng. Đấy, chiếc 81 nha mọi người nhá. Đầu vênh 81, xe win bên trong này vẫn còn, ông quay bên đấy thôi, ông đứng đây ông quay thôi. Win biển 14 vẫn còn nha anh em nhá. Hiện tại con này hình như em nhớ là bạn đang bán ra với giá là 13.800.000 đúng không? 13. Giờ xuống mức 13.500.000. Đấy, đầu vênh anh em nhá. Chiếc Simson này. Đấy, những chiếc Simson. Simson rất là đẹp, con này là mua của một anh cà phê ở dưới quê nhà em. 25 triệu. Đấy. Chiếc DD đỏ vẫn còn. Cá bóng, zin cá bóng thì bán rồi này. Đấy. Những anh em cọc này là bên em dán hết 50. Đó. Vâng. Rồi, một lượt cho em 81, 82. Dream là ok, xong em nghỉ luôn nhé anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu mua những cái dòng xe gì có thể liên hệ các bạn nhân viên bên em. Vâng, em cảm ơn anh mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Chúc mọi người buổi trưa luôn ấm áp, hạnh phúc nhá. Ông tắt cho cháu like đi.